Lục địa kiện tiên tập 556, xiển vi ngọc tủy, tập 557, thiên tử kiếm, tập 558, chức ngạo mạn sau cung kính, tập 559, ta vân trung nguyệt cả đời không kém ai, tập 560, bắt đầu một con côn thuyết minh tại kênh youtube di cáp phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ, làm sao có khả năng, trên đời này người nào anh Tuấn có thể theo kịp ta, đại tinh linh vương nhất thời nổi giận, kiều tuyết doanh hừ một tiếng, cũng lời đáp lại hắn, chỉ vô ý thức nhìn tổ an ở trên đài cao gương mặt tinh xảo lóng lánh vẻ kiêu ngạo nguyên lai là hắn đại tinh linh vương hừ một tiếng ngươi là vì có vầng sáng tình nhân gia trì nên cha tha thứ ngươi đúng rồi đợi lát nữa kết thúc ngươi trở về tinh linh vương phủ ta đã an bài mấy trưởng lão tự mình chỉ điểm ngươi xử lý sự vụ trong tộc ngươi cũng biết đoạn thời gian trước ta bị giam ở trong thiên lao trong tộc động lại quá nhiều chuyện thái hậu lại trắng trợn phong thưởng tinh linh tộc sự tình tương ứng cũng cần người đi chứng thực kiều tuyết xoay nhất thời gấp đây không phải công tác của ngươi sao sao ngươi không đi làm lát nữa nàng còn muốn đi tìm người yêu tâm sự trước kia đối phương ở nhân tộc thì thôi khoảng cách quá xa để nàng chỉ có thể tương tư trong lòng thật vất vả đến yêu tộc kết quả hai người vẫn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều lúc này đại tinh linh vương kiêu ngạo hất cầm lên những sự tình dườm già này quá mức vất vả sẽ tổn hại ra thịt hoàn mỹ không một tỷ vết của ta già tốc ta già yếu tự nhiên chỉ có thể giao cho người kiều tuyết doanh không còn gì để nói ngài không lo lắng những vấn đề này sẽ xuất hiện ở trên người ta sao người còn trẻ không sợ đại tinh linh vương khoát tay thấy nàng không tình nguyện liền thay cái giải thích người rất thích tiểu tử kia ngài không phải nói nhảm sao không thích ta sẽ cho hắn bán sinh duyên kiểu tuyết doanh như nhìn thẳng ngốc đại tinh linh vương cũng không để ý vậy ngươi càng nên đi làm những sự tình kia vì sao kiểu tuyết doanh không hiểu ra sao ánh mắt của đại tinh linh vương không còn ngà ngớn như bình thường ngược lại tràn ngập tăng thương cơ chí theo ta biết bên người tiểu tử kia có rất nhiều hồng nhan tri kỷ hơn nữa đều là nhân vật tuyệt tình mỹ đỗ toa nữ vương chuyển nhân bạch ngọc kinh thánh nữ ma giáo, hải tộc nhân ngư công chúa, thậm chí quận chúa ma tộc, luận mỹ mạo luận thân phận đều không dưới ngươi, hơn nữa những người này đều có thế lực cường đại, đồng thời bởi vì thân phận, lịch duyệt và thủ đoạn không phải nha đầu ngốc như ngươi có thể so sánh, từ ngày còn không bị những nữ nhân kia ăn sống nuốt tươi, trừ cái đó ra, ta nhìn Bạch Ngọc Kinh Yến quan chủ, còn có Vân giáo chủ này, tựa hồ đều có tình ý với tiểu tử kia, nếu ngươi không tích lũy thủ đoạn kinh nghiệm, làm sao đấu với các nàng? Kiều Tuyết xoanh trợn mắt chừng một cái, ngươi điên sao? các nàng là sư phụ của sở sơ nhan và thu hồng lệ làm sao có thể thích nam nhân của đồ đệ mình tin tưởng phán đoán của cha ngươi thần sắc của đại tinh linh vương nghiêm túc trên đời này không có nữ nhân nào sẽ thở ơ với dung nhan tuyệt thế của cha ngươi các nàng đã là nữ nhân lại không phải người mù như vậy chỉ có một khả năng chính là trong lòng các nàng đã có ý trung nhân cho nên trong mắt không dung được nam nhân khác người cứ kéo đi kiều tuyết doanh cười nhạo chỉ coi đây là lão cha phát bệnh tự luyến có điều tuy nàng không tin hai nữ tiền bối kia sẽ thích tổ an nhưng lại tiếp nhận ý kiến của phụ thân, cảm thấy cần phải đi xử lý sự vụ đề cao thủ đoạn của mình, chuẩn bị cho cung đấu tương lai. Bên này sau đại điển đăng cơ, tiểu yêu hậu có một đống lớn sự tình phải xử lý, tổ An cũng không tiện sữa ban ngày đi tìm nàng ân ái. Ngọc Yên La cùng Tinh Nô ở Vương Đình thành lập cứ điểm gia tộc mới, tiểu yêu hậu ban thưởng cho các nàng một đại trạch, nên còn có rất nhiều chuyện cần chủ tới các nàng xử lý. Mặt khác trong khoảng thời gian này nàng thu hoạch tương đối khá, cũng cần ở trong tĩnh thất bế quan đột phá tông sư cảnh, bởi vì người có thánh linh châu cùng với thiên phú huyết mạch, lại thêm trước đó tổ an cho nàng bàn thạch hoàng ngọc có thể nói lần này đột phá tông sư không chút mạo hiểm cũng không cần người khác hộ pháp yến tuyết ngân không biết tung tích vân gian nguyệt không biết chạy đi đâu kiểu tuyết doanh cũng chẳng biết tại sao thần sắc vội vàng rời đi nhìn một vòng tổ an phát hiện mình không có người tìm vì vậy dứt khoát trở lại hoàng cung từ trong bảo khố của hoàng cung nhận lấy một nhóm vật tư bởi vì một mực ghi nhớ sự tình thái a kiếm bị hao tổn bây giờ rảnh rỗi tự nhiên phải mau chóng tu bổ trước đó thần văn binh phổ mở ra hệ thống rèn đúc để hắn có thể sửa chữa phục hồi binh khí chỉ bất quá cần các loại tài liệu nếu là trước kia khả năng còn có chút phiền phức nhưng lấy thân phận và quyền thế hắn bây giờ muốn giải quyết những tài liệu này rất đơn giản đêm qua thuận miệng nói với tiểu yêu hậu khi đó tiểu yêu hậu sớm đã đầu hàng có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng trực tiếp đưa tín vật của mình cho hắn lại thêm hắn thân là nhiếp chính vương những người trông coi bảo khố kia ai dám ngăn cản sau khi về phòng tổ an có chút hưng phấn lần này thu hoạch có chút bất ngờ một nhóm lớn khoáng thạch thiên cấp đây là thứ tu bổ binh khí thiên cấp nhất định phải có mặt khác hắn còn lĩnh 11 viên phi hòa lưu tinh đan vật này cực kỳ chân quý toàn bộ bảo khố yêu tộc tổng cộng chỉ có bấy nhiêu những đan dược này không phải cho người dùng mà dùng để rèn đúc thần binh tuyệt thế hắn dự định trước dùng hồng nguyên kiếp kim tu bổ thuận tiện để cao phẩm cấp của thái a kiếm mà tài liệu tuyệt thế như hồng nguyên kiếp kim cho dù chân hỏa đốt cũng không nhất định có thể hòa tan cần mượn phi hỏa lưu tinh đan trợ giúp những đan dược này có thể tăng lên uy lực của rất nhiều hỏa diễm đồng thời còn không phải loại bạo phát mà để hoàng nguyên tố đều đều tác dụng để cao xác suất thành công trên diện rộng hôm qua sau khi tiểu yêu hậu biết được ý nghĩ này cảm thấy lãng phí hồng nguyên kiếp kim ở trên một binh khí thiên cấp có chút không khôn ngoan tổ an lại không cảm thấy như vậy thái a kiếm với hắn mà nói có ý nghĩa đặc thù hơn nữa mình đã có thể được hồng nguyên kiếp kim tương lai tự nhiên cũng có cơ hội lấy được kim loại quý khác thấy hắn kiên trì tiểu yêu hậu cũng không nói thêm bất quá mặc kệ là khoáng thạch thiên cấp hay phi hỏa lưu tinh đan chân quý đều không phải nguyên nhân để hắn hưng phấn như thế bởi vì hắn ở trong bảo khố yêu tộc tìm được xiền vi ngọc tủy, một trong ba loại thần vật tái tạo thân thể mà trước đó mỹ ly đề cập tới xiển vi ngọc tùy cũng không phải một khối ngọc mà sáng lóng lánh long lanh giống như mật ong nhưng càng sành sạch dùng một cái bình bằng đá chứa đựng thân bình còn khắc các loại phù văn trận pháp dùng để bảo trì dược tính bên trong không thét ra ngoài mở cái nắp một cỗ nguyên khí thiên địa nồng đậm phả tới tổ an chỉ ở trong bí cảnh nhà hạ trước đó không lâu cảm thụ qua trong chớp mắt này thậm chí nồng độ nguyên khí còn vượt qua trong bí cảnh không ít ngoài cái này còn tản ra khí tức cổ xưa huyền ảo tựa hồ ẩn chứa thiên địa đại đạo khắc lấy pháp tắc vũ trụ thoáng tiếp xúc thì được ích lợi không nhỏ làm cảnh giới ẩn ẩn có cảm giác đột phá kim ô thái tử tuổi còn trẻ đã có tu vi cao như vậy trở thành đứng đầu ngũ tuyển lực áp đồng lứa trừ thiên phú siêu quần yêu hoàng thỉnh thoảng chỉ điểm thì còn có diện vi ngọc tùy này nó làm cho người tu hành càng dễ ngộ đạo đột phá bất quá dù thân phận tôn quý như kim ô thái tử mỗi năm cũng chỉ có thể dùng một giọt xiền vi ngọc tùy có thể thấy xiển vi ngọc tùy chân quý như thế nào lần này tổ an lại đoạt cả bình đương nhiên vì suy nghĩ cho tâm tình của tiểu yêu hậu vẫn lưu lại một bình nhỏ để tương lai cho tiểu hoàng tử tu hành đương nhiên nếu như những xiển vi ngọc tùy này không đủ mà nói hắn hơn phân nửa sẽ đoạt sạch cùng lắm thì tìm đồ vật khắc bổ khuyết cho mẹ con nàng tổ an mở ra hệ thống rèn đúc một hư ảnh đại đình xuất hiện ở trong phòng tổ an rót vào một sợi bạch liên chân hỏa trong nháy mắt đỉnh lớn giấy lên lửa lớn rừng rực may mắn tầm cung của tiểu yêu hậu có trận pháp đặc thù bằng không đổi thành nhà bình thường chỉ sợ không dung nổi một cái đỉnh lớn như vậy, lửa mạnh như vậy, tổ an thêm khoáng thạch thiên cấp vào, những thứ này là tài liệu sửa chữa cơ bản nhất, một phương diện có thể làm chất dẫn cháy, một phương diện khác có thể hòa tan tinh hoa kim loại dung nhập vào thân kiếm, tu bổ thái a kiếm, tổ an đang muốn bỏ thái a kiếm vào, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng thu hồi lại, mỹ nhân sư phụ, mau tỉnh lại, hắn không ngừng ở trong lòng kêu gọi mỹ ly, vừa rồi quên linh thể của nàng còn ở trong thái a kiếm, xém chút nướng luôn nàng, chuyện gì, kêu gọi thật lâu, rốt cục truyền tới một thanh âm lười biếng trong giọng nói tựa hồ còn có mấy phần oán trách nhao nhao hủy mộng đẹp của mình một bóng người uyển chuyển thất tha nằm nghiêng ở trên giường hôm nay nàng không có giống thường ngày mặc cung trang lộng lẫy ngược lại tùy ý phủ lấy một bộ y phục mềm mại phẳng phất như một phu nhân vừa bị đánh thức đến mở cửa phòng mái tóc trên vai Chải bồ đơn giản kiểu tóc của nữ tử tiền tần thường dùng lúc này nàng một tay chống cầm sợi tóc mềm mại tùy ý tản ở trên da thịt theo gió chập chờn để nàng bình thường khí khái hào hùng lần đầu tiên nhiều và tia ôn như vũ mị ánh lửa chiếu sáng ở trên người nàng giống như một dòng sông màu trắng uyển chuyển quanh co chiếu ra đường cong kinh tâm động phách tổ an nghĩ thầm nữ nhân này thật không phải hồ lô tinh truyền thế chứ bất quá tối hôm qua ác chiến một đêm hiện tại hắn giống như thánh nhân lập tức khôi phục lại mỹ nhân sư phụ gần đây có khỏe không nếu không bị người đánh thức sẽ khỏe hơn mỹ ly lật mắt sư phụ ngươi thật ngủ được sao trước đó ở trong bất chi chi địa ta là cửu từ nhất sinh tổ an bắt đầu tố khổ đây không phải không chết sao mị ly mềm mại che môi ngáp một cái động tác yêu nhã cao quý tổ an sư phụ ngươi có biết ta ở trong bất chi chi địa gặp được đại thần thượng cổ nghệ không còn bắn mặt trời xuống về sau ngay cả yêu hoàng cũng bị ta đánh chết sau khi ra ngoài tối hôm qua ta còn miểu sát mấy đại tông sư hắn thu thập tâm tình bắt đầu mặt mày hớn hở miêu tả sự tình trong khoảng thời gian này mặc dù không có nói thẳng nhưng bộ dáng nhanh khen ta lộ rõ trên mặt biết rồi khôi lỗi chú trên người ngươi đã giải trừ yêu hoàng tự nhiên chết thần sắc mị ly bình thản như nghe được sự tình rất bình thường cái này làm tổ an khó chịu đến cùng là ta biểu hiện không quá trâu bò hai nữ nhân này căn bản không quan tâm hắn nhìn thấy biểu lộ của hắn khoái môi của mị ly hơi dương lên được rồi thực ra sự tình của ngươi ở trong bí cảnh ta đều nhìn thấy ngươi thấy đương nhiên tình huống nguy hiểm như vậy ta làm sao có khả năng yên tâm ngủ say một mực âm thầm quan sát không thể không nói tiểu từ ngươi rất có bản lĩnh sắc mặt của tổ an nhất thời tốt hơn rất nhiều xem ra mỹ nhân sư phụ vẫn yêu ta còn tối hôm qua mấy đại tông sư kia thì không tính là gì lần này vào bất chi chi địa người thu hoạch rất lớn trong lúc vô tình ôn dưỡng ra khí thế vô địch cực kỳ chân quý chỉ cần một mực tháng xuống người sẽ càng ngày càng mạnh nếu yến tuyết ngân và vân gian nguyệt ở chỗ này nhất định sẽ vội phục nhìn một chút liền suy đoán ra nguyên nhân chiến lược của tổ an đại tiến vậy nếu bại thì sao tổ an cao mày hỏi người có ý nghĩ này thì không có niềm tin vô địch mị ly lạnh nhạt nói trong lòng tổ an sun lên có chút hiểu được lúc này tổ an chợt nhớ tới cái gì sư phụ có nhìn ra thiên đế kia là chuyện gì xảy ra không trên đời thật có tiên sao tự nhiên là có mị ly đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời ánh mắt có chút mê ly trước kia xem điển tịch còn tưởng những ghi chép thượng cổ kia chỉ là cố sự thần thoại không nghĩ tới thật tồn tại còn trước đó đi bất tri chi, chi địa cũng không giống những bí cảnh khác nói không chừng là thế giới chân thực tồn tại chân thực tồn tại tổ an giật mình đây chẳng phải thiên đế thái dương thần nữ linh sơn thập phu phu sơn thần nữ đều tồn tại sao Mị Ly gật đầu, thế giới kia có chút cổ quái, nếu ta đoán không sai mà nói, là có người từ trong dòng sông lịch sử, lấy ra một đoạn ngắn hình chiếu để ở nơi đó, tổ an biến sắc, này phải là tồn tại mạnh như thế nào, nói thật, những thủ đoạn này đã vượt qua hắn nhận biết, bây giờ ngươi không cần quan tâm những cái kia, Mị Ly chậm rãi nói, bên trong ẩn chứa quá nhiều pháp tắc thời gian và không gian, ngay cả ta cũng lĩnh hội không thấu, bất quá ẩn ẩn có loại suy đoán, tổ an chờ một lát, thấy nàng không nói tiếp, còn tưởng nàng chờ đợi vai phụ như mình, vội vàng hỏi thăm, đáng tiếc đối phương thủy trung không nói biết những thứ này không có chỗ tốt với ngươi thời cơ chín muồi ngươi tự nhiên sẽ biết tổ an ghét nhất người như vậy tựa hồ mị ly không muốn hắn tiếp tục dây dưa vì vậy đổi chủ đề ngươi tìm ta hẳn không phải vì khoe khoang và ôn chuyện chứ lúc này tổ an mới nhớ tới mục đích của mình cầm cái bình trong tay đưa tới mỹ nhân sư phụ nhìn xem đây là cái gì mị ly mở nắp nhìn một chút bộ dáng vốn mây trôi nước chảy nhất thời bị kinh hỉ thay thế Xiền vi ngọc tủy thấy nàng rốt cục lộ ra vẻ kinh hỉ của tiểu nữ nhi tổ an thoáng dễ chịu nghĩ thầm ngày bình thường cao thơm mặt chắc thực không có nhân gian khói lửa trước đó ngươi nói bốn loại đồ vật trường xuân ngũ sắc hoa xiển vi ngọc tủy thiên nhất sinh thủy ta đã tìm được hai loại ngoài ra còn có một loại đồ vật ngươi một mực không nói hiện tại có thể nói cho ta chưa như vậy có thể một mực lưu ý bằng không giống như lần này đến bảo khố yêu tộc vạn nhất không biết tên xiển vi ngọc tủy sẽ bỏ lỡ tổ an hiếu kỳ hỏi chờ ngươi tìm được thiên nhất sinh thủy ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết đồ vật thứ tư là gì bây giờ nói cũng không có ý nghĩa trên gương mặt trắng nõn của mị ly bỗng nhiên lóe lên vẻ ngượng ngùng tổ an còn tưởng là mình hoa mắt đang muốn hỏi lại mị ly chỉ đại đình ngươi đang làm gì tổ an bị di chuyển lực chú ý trước đó không phải thái a kiếm bị hao tổn sao vừa vạn nhân cơ hội này sửa chữa phục hồi mị ly cảm nhận được những khoáng thạch thiên cấp trong đình đã bắt đầu hòa tan khẽ gật đầu người ở trong bí cảnh được công pháp kia rất không tồi lại thêm những khoáng thạch thiên cấp này hẳn có thể thành công sửa chữa phục hồi còn có cái này tổ an lấy ra một khối kim loại lắc lắc ta dự định bỏ nó vào còn cố ý tìm phi hỏa lưu tinh đan đến hòa tan hồng nguyên kiếp kim lấy kiến thức của mỹ ly tự nhiên nhận biết cái này thần sắc nàng có chút phức tạp đây là vật có thể dùng để luyện chế thần khí chính thức ngươi dùng vật này ở trên thái a kiếm không cảm thấy lãng phí sao tổ an lắc đầu làm sao lại lãng phí thái a kiếm là trí bảo của sở quốc và tần quốc các ngươi bây giờ càng là chỗ ở của ngươi không giống binh khí thiên cấp bình thường khác bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim Nghe hắn nói như thế, trong mắt Mị Ly lóe lên dị sắc, có điều rất nhanh che giấu đi, khó được ngươi có hiếu tâm, bất quá ngươi không cần thất vọng, bởi vì Thái A kiếm vốn là thần khí. Thần khí? Tô An giật mình, nói thật cho tới nay, Thái A kiếm sắc thực bất phàm, nhưng trừ cứng rắn ra, cũng chỉ có một lĩnh vực uy áp đặc hiệu, uy áp này ở tiền kỳ rất có hiệu quả, nhưng đến đằng sau, theo tu vi địch nhân càng ngày càng cao, tác dụng cũng càng ngày càng không rõ ràng, binh khí thiên cấp khẳng định là làm được, nhưng muốn nói thần khí, thực quá miễn cưỡng thậm chí tiên khí cũng chưa hẳn nhìn biểu lộ của hắn mị ly hừ một tiếng vô tri tiểu nhi biết cái gì thái a kiếm chính là thiên tử kiếm trên quyết phủ vân dưới tuyệt địa kỳ kiếm này vừa ra thiên hạ thần phục nó tự nhiên là binh khí thần cấp hàng thật giá thật chỉ bất quá ở trong năm tháng dài rằng rạc bị ăn mòn lại thêm bị người phong ấn lúc này mới giáng cấp thành binh khí thiên cấp tổ an nghĩ cũng phải nhịn không được hỏi giang nghi hoặc phong ấn đến cùng là ai phong ấn hắn là doanh chính năm đó hắn muốn đối phó ta mà Thái A lại là thần kiếm của Sở Quốc, hắn lo lắng Thái A bị ta sử dụng, cho nên cho phong ấn thanh kiếm này, Mị Ly đáp, hẳn là thần sắc của tổ an cổ quái, sự tình trọng yếu như vậy ngươi cũng không xác định, Mị Ly cũng có chút kỳ dị, ta không biết, ta cảm giác một số trí nhớ năm đó trở nên mơ hồ, hơn nữa gần đây tựa như giáp tỉnh một số trí nhớ khác. Trí nhớ gì? Tổ An vội vàng truy vấn, bỗng nhiên Mị Ly hơi đỏ mặt, chuyện không liên quan gì tới ngươi. Đúng rồi, lại kêu sư phụ nghe một chút. Tổ An bất đắc dĩ tính tình của nữ nhân này thật thiện biến lại nói thích ta gọi sư phụ đến cùng là cái đam mê gì hắn cũng không để ý không ngừng gọi sư phụ kêu đến mị ly mặt mày hấn hở cũng có ngày khẳng định rất thú vị sao ngươi cũng thay đổi thành người úp úp mờ mờ thế tổ an bất đắc dĩ được rồi được rồi lúc này mị ly mới thu thập xong nụ cười vừa vặn mượn cơ hội này phục hồi thái ác kiếm tổ an gật đầu bây giờ những khoáng thạch thiên cấp trong đỉnh đã dần dần hòa tan bạch lên chân hỏa thiếu đốt càng mãnh liệt nguyên khí nồng đậm tràn ngập cả phòng hắn để thái a kiếm vào trong đỉnh vừa khống chế bạch liên chân hỏa bao trùm vừa lo lắng hỏi thăm người ở bên trong lửa cháy bừng bừng như vậy có ảnh hưởng tới người hay không có chút ảnh hưởng mỹ ly gật đầu bất quá hiện tại hồn thể của ta không có ở trong thân kiếm ảnh hưởng hẳn không lớn vậy ta tận lực điều tiết lực đạo nhỏ xuống miễn cho ngươi chịu không được tổ an nói xong bắt đầu khống chế hỏa diễm bạch liên chân hỏa nhanh chóng yếu bớt không được mỹ ly lập tức ngăn cản muốn luyện chế thần binh làm sao là sự tình dễ dàng như vậy xem như bạch liên chân hỏa của ngươi cũng chưa chắc đủ mãnh liệt còn cần phi hỏa lưu tinh đan trợ giúp làm sao có thể chủ động giảm lực tổ an cũng rõ ràng đạo lý này vậy lát nữa ngươi không chịu được thì nói với ta một tiếng so với binh khí thần cấp vẫn là an nguy của ngươi càng trọng yếu biết rồi trong mắt mị ly có chất nhu hòa trên đời này có bao nhiêu người có thể cự tuyệt binh khí thần cấp dụ hoặc đổi thành người có dã tâm bản tính không tốt nếu có thể luyện ra binh khí thần cấp dù luyện cả nàng cũng sẽ không tiếc tiếp xuống tổ an bắt đầu thao tác hệ thống rèn đúc hắn phát hiện hệ thống rèn đúc rất trí năng dù ngươi rốt đặc cán mai cũng không quan hệ chỉ cần người khống chế đưa vào hỏa lực là được. Ở trên đỉnh lớn có một vật giống như đồng hồ tốc độ của xe hơi, chính giữa có một điểm đánh dấu đặc thù, khu vực này tùy thời di động. Chỉ cần người khống chế hỏa lực để kim đồng hồ ở khu giữa là được, cái này đại biểu cho hỏa lực thích hợp nhất. Tốc độ di chuyển của nó rất nhanh, hơn nữa kim đồng hồ cũng nhạy bén, hơi không chú ý kim đồng hồ sẽ vượt qua khu tốt nhất. Độ mẫn cảm quá cao, đối với người thu hành bình thường mà nói, cái này trên cơ bản là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành may mắn lực không chế của tổ an bây giờ cực kỳ tinh chuẩn mới có thể miễn cưỡng để nó nằm ở phạm vi thích hợp dù như thế hắn cũng cố hết sức không dám có chút phân thần dần dần những khoáng thạch thiên cấp kia hóa thành chất lỏng màu đỏ chảy vào trên thân thái a kiếm sau đó thái a kiếm giống như cái động không đáy hấp thu những dung nham màu đỏ thắm kia lúc này mỹ ly nhan đôi mi thanh tú lui ra sau mấy bước tránh đi tầm mắt của tổ an sau đó lặng lẽ kéo cổ áo lộ ra nửa bộ ngực to tròn trắng nõn một cái tay khác nhẹ nhàng quạt gió tuy bây giờ hồn thể của nàng ở bên ngoài nhưng dù sao thái a kiếm là chỗ nàng dung thân bây giờ nàng vẫn cảm giác từng trận nóng bức bao phủ qua một hồi tổ an chỉ cảm thấy đinh một tiếng trong lòng hán vui vẻ vội vàng quay đầu báo tin vui cho mị ly đã sửa lại thành công mỹ nhân sư phụ mị ly có chút mất tự nhiên kéo cổ áo vậy để hồng nguyên kiếp kim vào đi nhân cơ hội này nhìn xem có thể để nó khôi phục vinh quang ngày xưa hay không Há, tốt tổ an ném hồng nguyên kiếp kim vào trong đình nhìn cũng không liếc nhìn ngược lại quay đầu nhìn mị ly ngươi đang làm gì vậy hơi nóng hóng chút gió không được sao mị ly nguyết hắn một cái đương nhiên được tổ an hơi nghĩ nghĩ liền rõ ràng thái a kiếm từ một ý nghĩa nào đó cũng coi như thân thể nàng bây giờ bị thiếu đốt như vậy nàng không nóng mới lạ bỗng nhiên trong đầu hắn hiện ra một hình ảnh mị ly nóng đến chịu không được sau đó cởi hết y phục ngươi đang suy nghĩ lung ta lung tung gì mà quỳ bỉ ổi như vậy bên cạnh truyền đến thanh âm hồ nghi của mị ly ta không phải ta không có đừng nói mò tổ an vội vàng phủ nhận đồng thời có chút kỳ quái bây giờ mình không phải ở vào đoạn thời gian thánh nhân sao? vì sao còn có nhiều suy nghĩ lung ta lung tung như vậy? đồng thời hắn cảm giác nguyên khí trong cơ thể sao động kịch liệt, có điều hắn chỉ nghĩ đây là do một mực khống chế bạch liên chân hỏa, không có quá để ý. đợi lát nữa không cho phép nhìn ra sao? mỹ ly hừ một tiếng, nàng biết lát nữa tế luyện thần binh nhiệt độ không phải hiện tại có khả năng so sánh, nàng muốn tĩnh tâm vận công tiêu trừ, đồng thời cũng sẽ mở ý phục giúp đỡ tán khí. tốt, tổ an đáp ứng, nhưng trong lòng suy nghĩ, thân niệm cũng có thể nhìn nha phảng phất như đoán được ý nghĩ của hắn thanh âm của mị ly lần nữa truyền đến muốn luyện chế thần binh bình thường cần tu vi trên địa tiên mới được mặc dù bây giờ tu vi của ngươi không tệ nhưng điều kiện kiên quyết còn kém xa lắm may mắn bản thân thái a kiếm là thần binh chỉ cần ngươi giúp nó khôi phục vinh quang ngày xưa độ khó không biết giảm bao nhiêu lần dù thế cũng không phải cấp bậc của ngươi hiện tại có thể làm được may mắn còn có đại đỉnh cổ quái kia có thể giúp ngươi một tay bất quá ngươi cần phải chú ý một khi sai lầm sẽ thất bại trong gang tấc Tô an gật đầu cũng rõ ràng vừa rồi đã rất khó đợi lát nữa độ khó khẳng định càng cao nếu vân thần đi xem đằng sau chỉ sợ sẽ dẫn đến thăng cấp thất bại thấy hắn nghe lời lúc này mị ly mới yên lòng lại nhanh bắt đầu đi tổ an gật đầu thúc giục bạch liên chân hỏa điên cuồng bay về phía hồng nguyên kiếp kim đáng tiếc hồng nguyên kiếp kim không hổ là dị chủng giữa thiên địa vậy mà một chút phản ứng cũng không có ở dưới mị ly chỉ điểm hắn theo thứ tự bỏ phi hỏa lưu tinh đan vào uy lực cuối cùng bạch liên chân hỏa trong nháy mắt tăng vọt cũng nhờ có hệ thống rèn đúc đặc thù bằng không chỉ sợ thế gian không có bếp lò nào, nào có thể tiếp nhận uy lực cuồng bạo như vậy cứ như vậy qua rất lâu hồng nguyên kiếp kim bắt đầu có xu thế hòa tan từng sợi khí tức màu vàng mang theo lực lượng pháp tác ở dưới đại đình dẫn dắt bắt đầu tụ tập về phía thái a kiếm thái a kiếm hấp thu kim tuyến toàn thân bắt đầu phóng ra quang mang lóng lánh sau khi hấp thu kim tuyến càng nhiều quang mang dần dần chảy xuôi ở trong thân kiếm lúc này trong đầu tổ an vang lên một thanh âm kiểm chấp binh khí luyện chế có thể đột phá đến tiên cấp đồ vật cần đột phá là chân long huyết trần long cốt vương bá chi khí của sư tộc hoặc hổ tộc phải chăng cần đột phá không thể không nói cái hệ thống rèn đúc này đơn giản hóa rất nhiều chuyện nếu là tổ an từ không tới có tự mình rèn đúc một thanh binh khí khẳng định phải chú ý rất nhiều thứ hơn nữa cần rất nhiều kỹ xảo và pháp môn những vật này khắp nơi đều là bí mật bất truyền muốn học cũng không học được những đoán tạo đại sư kia ai không phải đời đời truyền thừa bây giờ tổ an rèn đúc đã đơn giản đến chỉ cần cung cấp chân hòa cùng với khống chế cường độ chân hòa thậm chí cần đồ và gì hệ thống rèn đúc sẽ trực tiếp nhắc nhở phải biết những đoán tạo đại sư kia đều dựa vào rất nhiều lần thí nghiệm mới có thể lục loại ra thêm vào đồ vật nào hữu hiệu mà tài liệu trên đời nhiều như vậy muốn thử ra cách điều chế chính xác không khác nào mò kim đáy biển kết quả tổ an có thể trực tiếp tìm ra câu trả lời chính xác nếu có đoán tạo đại sư khác thấy cảnh này khẳng định sẽ hô to ra hỏa này gian lận tổ an lại không ý thức được hiện tại đang đau đầu những tài liệu cần thiết đột phá kia trần long cốt trần long huyết phản ứng đầu tiên của hắn là kéo ly vẫn qua thử một chút dù sao đối phương cũng là con ruột của long vương hẳn phù hợp điều kiện này có điều hắn lập tức bỏ ý niệm này đi gia hỏa kia là long vương và ngư tộc hỗn huyết không biết có còn tính chân long hay không hơn nữa nể mặt mũi của thương lưu ngư không có khả năng động đến hắn bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động tựa hồ trong lưu ly bảo châu còn có thi thể một con rồng là ban đầu ở ngoài minh nguyệt thành giết chết hồng long kia hiện tại hồi tưởng lại lúc trước con rồng kia là lật thuyền trong mương thực lực của nó rất không tệ cũng không biết nó có tính chân long hay không mặt khác vương bá chi khí của sư tộc hoặc hổ tộc là cái quỷ gì Tuy sư vương và hồ vương ai mạnh hơn còn có tranh cãi nhưng đều thừa nhận thực lực song phương sàn sàn nhau ai cũng có thực lực làm vạn thú chi vương nhưng vương bá chi khí nghĩ đến trước đó hổ thiên khiếu ngoan đến giống như mèo Kitty, thực rất khó liên hệ với cái từ này rất muốn kéo hắn đến hỏi nhưng thời gian không kịp hơn nữa bây giờ hắn hơi phân tâm sẽ không khống chế được hỏa hầu người thử bao tay hoàng kim lần trước cướp được của vương tử sư tộc xem sau lưng Mỹ ly khẽ mở môi son nàng ngồi xếp bằng trên giường y phục đã cởi không ít làm ra thịt trắng tuyết lộ ra eo thon nhỏ nhắn, yếm đào không che hết bộ ngực to tròn. Thực ra nàng thân là hồn thể, có cởi y phục hay không hiệu quả giải nhiệt khác nhau không lớn, nhưng cái này dù sao cũng là bản năng con người. Những chân hỏa này uy lực to lớn, thiêu đốt thái a kiếm, đồng thời tác dụng lên hồn thể của nàng. Nếu không phải tu vi của nàng cao, kiến thức uyên bác, vận chuyển pháp quyết đặc thù bảo trì thư thái, chỉ sợ đã sớm bị đốt thành cho bụi. Tổ An cảm thấy thanh âm của nàng có chút kỳ quái, bất quá nghe được chủ ý hai mắt không khỏi tỏa sáng từ trong lưu ly bảo châu lấy ra một cái bao tay hoàng kim phía trên tản ra uy áp nhàn nhạt, nhạt rất giống khí tức của sư trấn thiên lúc còn sống đây chính là chiến lợi phẩm lần trước lấy được của vương tử sư tộc nghĩ đến hẳn là sư trấn thiên lấy binh khí mình dùng nhiều năm cho nhi tử không biết cái này có tác dụng hay không tổ an ném bao tay hoàng kim vào trong đình như ném không phải binh khí thiên cấp hắn đã hạ quyết tâm nếu cái này không có tác dụng thì không cần lãng phí máu và xương của chân long trước tạm dừng đột phá tìm hổ thiên khiếu hỏi rõ ràng vương bá chi khí đến cùng là cái gì lại tính sau khi bao tai hoàng kim bị ném vào trong đỉnh toàn thân toát ra ánh sáng màu vàng bao tay ông ông tác hưởng hiển nhiên cảm nhận được nguy cơ đáng tiếc ở dưới phi hỏa lưu tinh đan và bạch lên chân hỏa ngay cả hồng nguyên kiếp kim cũng không gánh được càng không nói đến bao tai hoàng kim thiên cấp rất nhanh bao tai hoàng kim chống đỡ không nổi dần dần hòa tan trong đầu tổ an đinh một tiếng nhìn thấy vương bá chi khí đã thỏa mãn trong lòng không khỏi vui vẻ sư phụ không nghĩ tới cái này thật hữu dụng đừng quay đầu lúc này sau lưng truyền đến thanh âm cảnh cáo của mỹ ly lúc này tổ an mới nhớ vừa rồi mỹ ly sớm nói vội vàng ngừng thân hình xin lỗi xém chút quên trong đầu lại kìm lòng không được tưởng tượng một số hình ảnh cảm giác hôm nay sao nóng như vậy tiếp tục ta nhớ ngươi còn có một thi thể hồng long mỹ ly buông ra y phục đang kéo căng tiếp tục nói tổ an gật đầu từ trong lưu ly bảo châu lấy ra một cái vỏ lớn đây là long huyết lúc trước hứng được tuy lưu ly bảo châu có công năng bất hủ nhưng nếu để cho máu của hồng long ở trong thi thể chỉ sợ sớm đã ngừng kết cho nên dùng vỏ đặc chế chứa long huyết lại dùng dược tề tránh cho ngưng kết lúc ấy nghĩ là chờ tương lai có cơ hội sẽ bán giá tốt ai biết thế sự khó liệu đằng sau một mực quên sự tình này không nghĩ tới hôm nay lại phát huy tác dụng long huyết rất chân quý tổ an vốn nghĩ lưu một bộ phận tương lai lại dùng ai biết chút hơn nửa vò vào hệ thống rèn đúc vẫn không nói đủ rơi vào đường cùng hắn đành phải cắn răng đổ tất cả long huyết vào đinh lúc này hệ thống rèn đúc mới vang lên thanh âm thỏa mãn vốn tổ an còn có chút đau lòng bất quá nghĩ lại chính bởi vì cần đồ và chân quý mới có thể luyện chế ra thần khí trong truyền thuyết nha tiếp lấy lại ném chân long cốt vào mặc dù chiếc đỉnh này nhỏ hơn long cốt không biết bao nhiêu nhưng nhét cả bộ long cốt vào lại không chút khó khăn tựa hồ bên trong tự thành không gian tổ an vốn dự định ném cả thi thể hồng long vào nhưng bị Mị ly ngăn cản Thịt sống cũng là nguyên liệu nấu ăn không tệ tương lai nói không chừng hữu dụng thế là hắn phải làm đồ tể may mắn bây giờ hắn tiện tay có thể ngưng tụ ra kiếm khí lóc thịt cạo xương cũng thuận tiện khi tất cả tài liệu được để vào đại đình cơ hồ là lấy tốc độ mắt trần có thể thấy bị luyện hóa, sau cùng hóa thành ba đạo khí tức trắng, đỏ, vàng tiến vào Thái A kiếm. Thái A kiếm vang lên tiếng long ngâm, ngay sau đó trên thân kiếm hiện ra từng đạo từng đạo văn tự và công xưởng cổ quái, đây chính là phong ấn của Thái A kiếm. Tiếng kinh hô của Mỹ Y truyền đến, lúc này thân kiếm có thần quang lưu truyền, những công xưởng như ẩn như hiện kia đều đứt gãy. Chúc mừng rèn luyện binh khí thành công đột phá tiên cấp, thanh âm của hệ thống rèn đúc truyền đến. Tô An chú ý tới dù cách lửa cháy hừng hực, lúc này toàn thân thái a kiếm cũng tản ra hàn mang so với trước đó không biết sắc bén hơn bao nhiêu lần một cỗ kiếm ý tràn ngập trong phòng tổ an mừng rỡ không nghĩ đến đột phá phẩm giai còn tiện thể tiếp xúc phong ấn của nó không nên khinh thường tiếp tục cố gắng một lần hành động để nó hồi phục đến đỉnh phong chính thức mỹ ly nhắc nhở có điều thanh âm của nàng cũng tràn ngập mừng rỡ tổ an gật đầu hồng nguyên kiếp kim trong đỉnh chỉ mới tiêu hao một lớp mỏng nhưng đã để thái a đột phá đến tiên cấp có điều về mặt hắn lập tức nghiêm túc cái này chứng minh muốn đột phá đến thần cấp cần tiêu hào vượt xa tiên cấp quả nhiên theo hắn bắt đầu tốc độ của mặt đồng hồ nhắc nhở biến ảo nhanh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần ở dưới mị ly chỉ điểm theo thứ tự ném phi hỏa lưu tinh đan còn lại vào tổ an không dám có chức phân thần nỗ lực khống chế cường độ thời gian tựa hồ trở nên dài răng dặc mà lấy lực ý chí của tổ an cũng cảm giác duy trì không được bị liệt diễm ép lại thêm khống chế kim đồng hồ từ đầu tới cuối duy trì ở khu vực phù hợp tựa như khiêu vũ trên dây thép cũng không lâu lắm mồ hôi rơi như mưa, ánh mắt có chút mơ hồ. May mắn hắn có hồng mông nguyên thủy kinh, sức khôi phục kinh người, lúc này mới cắn răng kiên trì xuống. Đổi lại người khác, coi như tu vi cao hơn hắn, chỉ sợ cũng không có cách nào kiên trì lâu như vậy. Cảm giác được trong cơ thể khô nóng càng ngày càng đậm, y phục toàn thân ướt nhẹp, sền sệt không thoải mái, sẽ ảnh hưởng đến hắn không chế kim đồng hồ. Bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim, thế là hắn dứt khoát điều động nguyên khí, chấn y phục nổ nát, đại đỉnh luyện hóa cũng làm mị ly nóng bức áo ngoài đã cởi hết, chỉ còn lại đồ lót, cánh tay, bắp đùi lộ ra màng lớn ra thì tinh tế tỉ mỉ, bồ vú và khu hoa huyệt cũng có thể lờ mờ thấy được. Cử động của tổ An để cho nàng giật mình, nhìn bắp thịt mồ hôi chảy xuôi, sắc mặt nàng nhất thời mất tự nhiên, trong đầu lại hiện ra hình ảnh lúc trước ở trong thân thể sờ sơ nhan, nàng vội vàng lắc đầu xua tan những ý niệm này, vẫy tay, kéo tới một cái bình phong tre ở giữa hai người, lúc này tâm tình mới chậm rãi bình tĩnh lại, sư phụ ngươi làm sao vậy, nghe được động tĩnh ở sau lưng, tổ An cả kinh, không có gì, người chuyên tâm làm việc đi mị ly tận lực để thanh âm nhẹ nhàng chút tổ an gật đầu sau đó toàn lực thôi động bạch liên chân hỏa nguyên khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn mồ hôi như thác nước hắn cảm thấy một ngày một đêm qua mình mất nước quá nhiều rồi cứ như vậy không biết qua bao lâu thể tích của hồng nguyên kiếp kim càng ngày càng nhỏ lại cách một hồi trong đầu chuyển đến thanh âm nhắc nhở kiểm chắc đến binh khí luyện chế có thể đột phá thần cấp tài liệu đột phá cần sừng thao thiết phải nghĩ lần tử vong mẫu trùng đẳng cấp cao linh tuyển chi thủy ở vũ sơn phải chăng cần đột phá Tổ An có chút hoảng hốt, những vật này đều là thứ cực kỳ hiếm thấy, dù mạnh như triệu hạo, chỉ sợ một loại cũng chưa hẳn tìm được, có thể thấy muốn luyện chế một thanh thần binh khó như thế nào, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vừa vặn có, thật là thiên ý như thế, hắn theo thứ tự bỏ mấy loại tài liệu vào, cũng không lâu lắm, trong đại đình sáng lên một đạo thần mang khiến người ta mở mắt không ra, sau đó kiếm khí kinh khủng phóng lên trời, dù tầm cung của tiểu yêu hậu có pháp trận phòng ngự, nhưng trong nháy mắt vẫn bị sốc lên, kiếm khí sông thẳng lên trời kiếm khí tung hoành ba vạn dặm nhất kiếm quang hàn thập cửu châu toàn bộ vương đình tất cả thế lực đều bị kinh động trong bí cảnh các trưởng lão mở to mắt lại có thần khí xuất thế trong mắt bọn hán đều tản ra quang mang nóng rực thần khí là khái niệm gì ngay cả hoàng thất yêu tộc năm đó cũng chỉ có một thanh thần khí sạn nhật cung khắp thiên hạ số lượng thần khí có thể nói đếm được trên đầu ngón tay mỗi một kiện đều có uy năng lớn lao thậm chí có thể thay đổi cân bằng giữa các thế lực trong lòng đại trưởng lão hơi động đang muốn ra ngoài xem rõ ngọn ngành nhị trưởng lão ngăn cản nói quên đi ngươi còn chút thọ nguyên trải qua được mấy lần dày vò thần khí lợi hại hơn nữa cũng không thể để chúng ta kéo dài tuổi thọ đại trưởng lão nghĩ cũng phải phải biết bọn họ là dựa vào địa phương đặc thù như tổ địa ngủ đông mới có thể làm cho thọ nguyên chậm chạp trôi qua mỗi lần ra ngoài sẽ tiêu hao không ít thọ nguyên hôm qua vừa ra ngoài một lần hôm nay lại tới lần nữa mà nói ai lớn tuổi loại tần suất dày vò này thân thể chịu không được lão nhị nói đúng vậy ta phái người đi điều tra tình huống một chút đại trưởng lão nói chỗ bọn họ bế quan khắp nơi đều có người hầu ở bên ngoài chờ phân phó chờ điều tra cụ thể chuyện gì xảy ra bọn họ lại quyết định có nên ra tay cướp đoạt hay không như vậy sẽ tiết kiệm một chút thọ nguyên không nên gọi ta lão nhị được rồi lão nhị tinh linh vương đang ở trong vương phủ soi gương bỗng nhiên biến sắc ngẩng đầu nhìn về phía kiếm khí thân hình biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc xuất hiện ở phụ cận hoàng cung đồng dạng xuất hiện còn có khổng tức minh vương tiểu kim bằng vương đám người hổ thiên khiếu cũng nghe tin chạy đến chỉ bất quá bọn hắn đều bị cao thủ của hoàng cung ngăn cản chỉ có tam vương thân phận đặc thù mới được đi vào lại nói trong hoàng cung tổ an lấy thái a kiếm ra thời điểm vừa mới đột phá tiên cấp thân kiếm hàn quang lập lòe nhìn sắc bén khó chặn hiện tại đột phá thần cấp ngược lại hàn quang nội liễm khôi phục lại phong cách cổ xưa nặng nề như trước trên thân kiếm có thần măng lưu truyền loáng thoáng có thể nhìn ra hư ảnh một con rồng hơn nữa còn có áp lực manh mông rõ ràng chỉ là một thanh kiếm nhưng phảng phất như nặng tượng núi sông thanh âm kích động của mỹ ly truyền đến không nghĩ tới còn có ngày nhìn thấy thái a trở lại thời kỳ toàn thịnh Tổ An nhìn lại, kém trước phun máu mũi, nguyên lai Mị Ly dưới sự kích động, đã từ sau tấm bình phong đi tới, lúc này nàng chỉ mặc yếm vào quần lót, vú vào khu hoa huyệt ẩn hiện, nhìn kích thích không thể tả. Thực ra kiếp trước Tổ An ngay cả bikini cũng thường xuyên nhìn, loại ăn mặc này rất khó xưng bại lộ, nhưng phải xem là ai, ngày bình thường Mị Ly mặc trang phục lộng lẫy, che phủ kín đáo, cho nên hiện tại bỗng nhiên buông ra, mới có lực trùng kích to lớn, Mị Ly dương mắt phượng, vội vàng hút y phục tới đắp lên người, nhìn đủ chưa, chưa ánh mắt tổ an nóng rực hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra lúc này khí huyết sôi trào kịch liệt các loại suy nghĩ lung ta lung tung ùn ùn kéo đến dương quá và tiểu long nữ cũng là sư đồ nhà, còn có câu gì ấy nhỉ đúng rồi cưỡi sư miệt tổ mị ly phát giác ánh mắt hắn như thực chất vẻ mặt nhất thời mất tự nhiên vừa rồi ngươi thời gian dài thôi động bạch liên chân hỏa cho nên dẫn đến bây giờ khí huyết chập trùng mau mau tập trung ý chí đi trong lòng tổ an run lên trước đó hút tu vi của bức tiên sinh khí tức trong cơ thể vốn bốc lên lợi hại tối hôm qua cày cấy tiểu yêu hậu một đêm, thật vất vả mới trấn áp xuống được. Kết quả vừa rồi luyện chế thần khí, hao phí vô số tinh lực, dẫn đến khí tức lại bắt đầu loạn lên. Lại thêm vừa rồi thần kiếm ra lò, bị uy năng của thần khí trùng kích, hắn cảm thấy cả người bạo lệ, muốn đi phát tiết một phen. Vì truyền di lực chú ý của hắn, ánh mắt của Mỹ Ly chuyển tới Thái A kiếm trong tay hắn. Người có biết sau khi Thái A khôi phục lại đỉnh phong, có năng lực như thế nào không? Chẳng lẽ uy đạo lĩnh vực có tác dụng với địa tiên? Hai mắt tổ an tỏa sáng, suy nghĩ lúc trước uy đạo lĩnh vực của thiên cấp dùng tốt như vậy bây giờ thần cấp đối phó địa tiên cũng không phải không được mị ly lắc đầu uy lực của uy đạo lĩnh vực xác thực tăng gấp bội hơn nữa không hạn chế số lần sử dụng nhưng địa tiên có lĩnh vực của mình hơn nữa bọn họ ai không phải thế hệ tâm trí chắc tuyệt muốn dựa vào uy áp đánh bại đối phương cơ bản không có khả năng thực hiện thấy tổ an nhíu mày nàng nói tiếp người không cần thất vọng bởi vì uy đạo lĩnh vực chỉ là một công năng bình thường của thái ác kiếm há vậy công năng lợi hại nhất của nó là gì tổ an có chút hương phấn quy đạo lĩnh vực đã lợi hại như vậy cái khác còn thế nào để người xuất kiếm uy lực càng lớn mỹ ly đáp tổ an đầu đầy dấu chấm hỏi binh khí hơi có chức phẩm dài không phải được có hiệu quả này sao nhìn biểu lộ của hắn mỹ ly biết hắn hiểu lầm lúc này mới giải thích thái a kiếm là thiên tử kiếm lấy thiên địa giang sơn làm kiếm địa vị của ngươi càng cao càng tiếp cận đế phương thì càng có thể điều động thiên hạ đại thế cho mình dùng uy lực một kiếm này sẽ càng lớn bây giờ ngươi là nhiếp chính vương của yêu tộc ở yêu tộc dưới một người trên vạn người lại thêm người ở nhân tộc cũng có tức vị bởi vậy miễn cưỡng có thể phát huy ra uy lực của thái a đương nhiên nếu ngươi là đế vương phát huy ra uy lực sẽ càng lớn lấy giang sơn làm kiếm tổ an nhìn trường kiếm trong tay không khỏi có chút giật mình một kiếm như thế uy lực sẽ lớn như thế nào ta muốn đi xem nhà mới của mình mị ly không quen quần áo không chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt hắn đặc biệt là hiện tại đối phương còn không có áo làm nàng thật chịu không nổi người đã sắp gom góp đủ tài liệu tái tạo thân thể hiện tại ta cũng phải ngủ say nghỉ ngơi dưỡng sức vì ngày đó làm chuẩn bị nói xong không đợi tổ an giữ lại trực tiếp hóa thành lưu quang tiến vào thái a kiếm thân kiếm ong ong run lên hiển nhiên đang gieo hò tổ an nghi hoặc ta không phải mới thu thập được hai loại tài liệu sao còn có một loại tài liệu nàng chưa nói vì sao cảm giác chắc chắn ta nhất định có thể tìm được thời điểm nghi hoặc không hiểu bỗng nhiên phát giác được bên ngoài nguyên khí ba động tổ an tay nắm thái a kiếm phóng lên trời cùng lúc đó ba bóng người xuất hiện ở phụ cận đương nhiên là đại tinh linh vương khổng tước minh vương tiểu kim bằng vương hôm nay là ngọn gió nào thổi ba vị tới tổ an lạnh lùng nhìn mấy người hiển nhiên là kẻ đến không thiện khổng tức minh vương và tiểu kim bằng vương không hẹn mà cùng nhìn về phía thanh kiếm trong tay hắn đại tinh linh vương lại nhìn nửa người trên của tổ an nhớ mày mặt còn được sưng thường thường không có gì lạ nhưng cả người bắp thịt thật không phù hợp tiêu chuẩn của mỹ nam đây là thần khí phương nào ánh mắt của tiểu kim bằng vương không còn yên tĩnh như trước vẻ mặt khát vọng hỏi kiếm này tên thái a là bội kiếm làm bạn ta nhiều năm thế nào tiểu kim bằng vương muốn thử một chút Tổ An lạnh nhạt hỏi, mặc dù đại tinh linh vương có chút ghét bỏ Tổ An bắp thịt tráng kiện, nhưng vẫn nhích về phía hắn, ý tứ rất rõ ràng, ở theo phe con rể, trong lòng tiểu kim bằng vương run lên, nhất chính vương nói giỡn, chúng ta chỉ xuất phát từ hiếu kỳ tới xem, không có ý cướp đoạt. Đương nhiên nếu phát hiện thần khí ở trong tay kẻ yếu, bọn họ không ngại giết người đoạt bảo, nhưng gia hỏa Tổ An này, thực khiến người ta nhìn không thấu, chỉ là chiến tích tối qua đã để người cảm thấy thâm bất khả chắc, hiện tại lại nhiều một thanh thần binh, ai dám làm loạn chẳng lẽ tối hôm qua hắn còn giữ lại thực lực trong đầu tam vương không hẹn mà cùng dâng lên ý nghĩ này nhìn nam tử trước mắt cảm thấy hình tượng của hắn càng cao lớn khổng tức minh vương cũng cười nói vừa rồi kiếm khí trùng thiên bản vương tưởng hoàng cung xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nếu là bội kiếm của nhấp chính vương vậy thì không có việc gì hắn âm thầm suy nghĩ nghe khổng thanh nói nam vũ và hắn tựa hồ có một đoạn tình cảm bây giờ thái tử phi đã không có làm được không bằng mở ra lối riêng mấy người hàn huyên một lúc liền cáo từ rời đi còn đáp ứng giúp hắn khắc phục hậu quả đuổi những nhân sĩ nghe tin mới đi thần sắc tổ an cổ quái hắn cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào lợi hại rất muốn ra một kiếm thử uy lực của thái a đáng tiếc bọn gia hỏa này một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn lại nói trong hoàng cung nhân tộc nhân hoàng triệu hạo đang bế quan bỗng nhiên mở mắt nhìn về phương bắc trong miệng lầm bẩm lại có thần khí xuất thế đó là phạm vi yêu tộc bên yêu tộc nhiều một thanh thần khí thật không phải phúc của bàn triều nghĩ đến đây tâm tình của hắn nhất thời có chút không tốt nhìn ra ngoài cửa hồ tiểu ôn tử vì sao đội ngũ của tang hoàng và tổ an còn chưa trở lại bên ngoài truyền đến thanh âm cung kính của ôn công công hình như sứ đoàn của Tăng đại nhân bị một ít chuyện chậm trễ triệu hạo hư lạnh lúc thì gián điệp yêu tộc lúc thì hung thú tàn phá bừa bãi một hồi lại có sơn tạc bạo loạn không ngừng lề mà lề mề coi chậm là ngu ngốc sao truyền lệnh cho hắn hạn hắn trong 10 ngày trở lại kinh thành bằng không vĩnh viễn không cần trở về vâng cảm nhận được tức giận trong giọng nói của hoàng đế trong lòng ôn công công run lên lần này tăng đại nhân là thật chọc giận hoàng thượng lại nói xưa nay hắn không phải cẩn thận chặt chẽ, biết phòng đoán thánh ý nhất sao, lần này đến cùng làm sao vậy, hắn không dám hỏi lại, vội vã rời đi, bây giờ hoàng thượng đang nổi nóng, thậm chí hắn không dám bảo tiểu thái dám đi truyền lời, mà tự mình đi chứng thực, để chu tà xích tâm thông qua túi y sứ giả thông báo đội ngũ sứ đoàn, vội vã hành tàu trong ngự hoa viên, bỗng nhiên bên cạnh truyền tới một thanh âm thanh thúy êm tay, ôn công công, có chuyện gì gấp gáp như vậy, nếu là người khác hỏi, lúc này ôn công công lòng như lửa đốt chỉ sợ nghĩa cũng sẽ không thèm nghĩa bất quá nhìn người hỏi hắn hắn không dám lãnh đạm tham kiến thái tử phi chỉ thấy mấy cung nữ vây quanh một nữ tử mỹ lệ đứng ở cách đó không xa không phải thái tử phi bích linh lung thì là ai bởi vì hôm nay trong cung không có chuyện gì nên nàng cũng không giống trước kia mặc trang phục lộng lẫy ngọc trâm xanh biết đơn giản cắm ở trên búi tóc váy dài màu trắng mềm mại bên hông quấn đai lưng ngọc nhẹ nhàng phát họa thân eo váy giống như mây trôi thanh nhã tôn lên dáng người yểu điệu xung động lòng người của nàng trên vai khoác khăn choàng lông trồn màu đỏ chiếu dọi khuôn mặt trắng nõn của nàng có chút đỏ ửng kiều diễm dù ở trong cung thường gặp đối phương nhưng ôn công công vẫn tán thưởng một câu thái tử phi thật là đại mỹ nhân lại nghĩ tới thái tử đần độn lần nữa dâng lên cảm giác một đóa hoa nhài cắm bại cất trâu có điều hắn lập tức cúi đầu đè xuống cái suy nghĩ đại nghịch bất đạo kia hồi bẩm thái tử phi lão nuôi đi xem đội ngũ sứ đoàn của tang đại nhân tới chỗ nào bích linh lung gật đầu không tệ đội ngũ sứ đoàn của bọn họ quả thật có chút kỳ quái theo lý thuyết sớm nên trở về gia hỏa tổ an kia thật là hỗn đàn trước đó trong hành âm kính mọi người cách không gặp một lần bất quá xung quanh nhiều người nhìn rất nhiều lời không thể nói thậm chí vì tránh hiểm nghi còn không dám trò chuyện một câu về sau nàng bảo quan viên đông cung viết thư đến sứ đoàn hỏi thăm các loại thủ tục đương nhiên là dùng công sự làm tên nàng tin tưởng lấy cơ chí của tổ an nhất định có thể hiểu ý nàng sẽ mau chóng hồi âm tuy khẳng định nói chỉ là công sự nhưng có thể nhìn thấy hắn tự tay viết thư đã rất vui vẻ hơn nữa lấy tính tình của gia hỏa kia khẳng định có biện pháp lan truyền tin tức cho nàng Ai biết quan viên Đông cung viết không biết bao nhiêu thư, nhưng tất cả đều đá chìm đáy biển. Đương nhiên đá chìm đáy biển cũng không chính xác, bởi vì vẫn thu được hồi âm, nhưng những cái kia hoặc là tang hoàng viết, hoặc người khác viết, không có một bức là của Tổ An. Tâm tư thiếu nữ là kỳ quái như thế, nàng trên lý trí rất rõ ràng, coi như đối phương hồi âm cũng không có khả năng nói lời tình ý gì, nhưng đối phương hoàn toàn không viết, nàng lại không hiểu có chút tức giận. Thái tử phi nói đúng, tốc độ của đội ngũ sứ đoàn xác thực chậm đến không bình thường ôn công công thấy đối phương không có làm phiền cung nữ mà tự mình cầm một cái dù tinh xảo mặc dù in hoa mai kiểu diễm nhưng không mất thanh nhã ngược lại làm cho ngự hoa viên ở trong mùa đông nhiều mấy phần sinh cơ hắn đầu tiên là sững sờ mặc dù hôm nay rơi xuống tuyết nhỏ nhưng lấy năng lực của người tu hành những tuyết này căn bản không kịp rơi xuống trên đầu đã bị nguyên khí đẩy ra cho nên không bung rủ tỉ như hắn có điều hắn lập tức kịp phản ứng cái này là tiểu cô nương thích xinh đẹp mà thôi thái tử phi xác thực cũng rất xinh đẹp che dù càng làm nổi bật khí chất quyến rũ mê người của nàng bỗng nhiên ôn công công giật mình tỉnh lại ta là thái giám quan tâm người ta có xinh đẹp hay không làm gì ai thật là một cố sự bi thương sau đó hắn lại trả lời bích linh lung vài vấn đề liền vội vàng rời đi bích linh lung thì nhìn hướng tây bắc cũng không biết suy nghĩ cái gì lông mày thanh tú nhíu lên một đường cong xinh đẹp hắt gì trong hoàng cung yêu tộc tổ ăn xoa xoa cái mũi trong lòng còn có chút kỳ quái lúc này mình rõ ràng dao động đến kịch liệt vì sao còn nhảy mũi cảm giác khí tức trong thân thể tựa hồ muốn sôi trào tổ an có một loại xúc động muốn tiếp tục phát tiết có điều hắn còn có chút lý trí ở trong hoàng cung làm loạn rất dễ dàng chết người sau đó mũi chân hắn điểm một cái cả người cấp tốc bay ra ngoài vương đình lại nói trong kim ô tổ địa rất nhanh có người trở về bẩm báo mấy trưởng lão nghe xong không khỏi ào ào a à lên thần binh ở trong tay nhấp chính vương ô phạm trưởng lão cười lạnh hiện tại thế hệ trẻ tuổi của hoàng thất thật là mặt cũng không muốn vậy mà để một nhân loại yếu đuối đi ra trấn áp toàn trường còn để hắn lên làm nhất chính vương hắn có thể chỉ huy yêu tộc đi hướng cường thịnh sao hắn không có năng lực này nha nghe hắn thao thao bất tuyệt thậm chí sắp phun đến trên người tân yêu hoàng mặt mũi của đại trưởng lão nhất thời cũng không nhịn được dù sao sự tình hôm qua hắn cũng có mặt tiểu tử kia cũng không phải yếu đuối như vậy hôm qua còn đánh giết mấy đại tông sư hừ ta đã nghe ngươi nói nói cho cùng còn không phải dựa vào sạn nhật cung bản thân hắn bất quá là tiểu gia hỏa vừa đột phá tông sư anh phách cảnh mà thôi ô phạm trưởng lão cười lạnh nói thế nhưng hắn còn tay không đánh giết huyết tộc bức tiên sinh cơ hồ là sự tình vừa đối mặt bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim một trưởng lão khác phản bác tối hôm qua hắn cũng ở hiện trường tuy bức tiên sinh hung danh hiển hách nhưng khắp nơi hút tinh huyết công lực của người tu vi tạp mà không thuần càng về sau càng dễ dàng xuất hiện nguyên khí bài xích sau cùng khó thoát kết cục tẩu hòa nhập ma mà chết theo ta thấy tối hôm qua vừa vận đụng phải thời khắc hắn tẩu hòa nhập ma cho tiểu tử kia kiếm tiện nghi ô phạm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Thế nhưng, nào có nhiều trùng hợp như vậy, lại một trưởng lão đưa ra nghi vấn. Vậy ta hỏi các ngươi, có thể một chiêu miêu sát bức tiên sinh không? Ô Phạm hỏi ngược lại, những người khác nhất thời trầm mặc, thực ra trong bọn họ có một ít người có thể một chiêu đánh bại bức tiên sinh, dù sao cũng là đồ cổ của hoàng thất yêu tộc, nội tình thâm bất khả chắc. Nhưng bức tiên sinh không phải cao thủ chính đạo gì, đó là tà đạo từ trong núi thê biển máu giết ra, loại gia hỏa này, bản lĩnh bảo mệnh tuyệt đối nhất đẳng, bọn họ có lòng tin một chiêu đánh bại đối phương nhưng không thể bảo đảm có thể một chiêu đánh giết đối phương cái này không phải sao thấy người khác trầm mặc ô phạm cười nhạo bài trừ hết thầy khả năng như vậy khả năng còn lại dù thật không thể tin cũng là chân tướng ngay cả đại trưởng lão cũng bị hắn thuyết phục tiểu tử này đúng là khí vận bất phàm tuổi còn trẻ trong tay đã có hai thanh thần khí ô phạm hừ lạnh ta thấy lại không phải chuyện tốt gì tuổi còn trẻ đồng thời nắm giữ hai thanh thần binh giống như tiểu hài cầm vàng rêu rao khắp nơi tất nhiên sẽ đưa tới vòng tai vạ vậy để lão phu xuất mã thu hồi lại thần binh của hắn cũng coi như bảo vệ hắn một mạng đại trưởng lão nhíu mày dù sao bây giờ hắn cũng được phong nhiếp chính vương trực tiếp đoạt không tốt lắm đâu xạ nhật cung vốn là thần khí của hoàng thất chúng ta trước đó chỉ là lão yêu hoàng mượn tay hắn đưa về mà thôi hiện tại chúng ta thu hồi cũng hợp tình hợp lý ô phạm hử lạnh tuổi còn nhỏ đã nắm giữ vị trí nhiếp chính vương lại cầm hai thanh thần binh trong vương đình không cho phép người ngưu bức như thế tồn tại đại trưởng lão trầm ngâm một lát ngươi nói có mấy phần đạo lý hôm qua ta mới đi ra ngoài một chuyến thời gian ngắn lại đi ra thọ nguyên không nhịn được sự tình này giao cho ngươi có điều hiện tại hắn dù sao cũng là nhất chính vương cùng hắn câu thông một chút chí ít để hắn trả xạ nhật cung lại cho hoàng thất trí bảo của hoàng tộc lưu ở trong tay một nhân tộc quả thật không còn gì để nói chỉ bất quá hôm qua sự tình chấn kinh quá nhiều hắn mới không có thời gian quan tâm tới yên tâm giao cho ta nếu hắn dám không nguyện ý mà nói ta có thể lấy đức phục người ô phạm phất tay cười lạnh không thôi nghĩ thầm chỉ là một thanh xạ nhật cung làm sao đủ thanh thần binh kia cũng phải đọt tới tay vậy mới xứng lần này ta xuất quan hào phí thọ nguyên còn khả năng thất bại hắn hoàn toàn không có cân nhắc dù sao ở hắn thấy chỉ là một tiểu tử mới vừa vào tông sư coi như trên người có chút bí mật có thể mượn nhờ thần binh đối phó đại tông sư nhưng cách mình còn kém xa vạn dặm nếu không phải nền tình đối phương là nhiếp chính vương của yêu tộc mình không chỉ cấp thần binh còn thuận tay lấy tính mệnh của hắn bây giờ tha cho hắn một mạng đã là khai ân hắn còn có cái gì bất mãn lúc này đại trưởng lão lại bổ sung đúng rồi trước đó còn nghe hắn nhắc qua sự tình bất tử dược người thuận tiện hỏi một chút hôm qua hắn có hỏi tổ an đối phương nói bất tử dược đã biến mất ở trong bí cảnh hơn nữa đối phương cũng không thấy tận mắt chỉ là nghe truyền thuyết lại thêm ngay cả yêu hoàng cũng không đạt được cho nên hắn không dám ôm hy vọng quá lớn lần này ô phạm đi hơn phân nửa sẽ thi triển võ lực vừa vạn nhân cơ hội này nhìn xem có thể ép hỏi ra cái gì hay không yên tâm chỉ cần hắn biết ta cam đoan để hắn không dám giấu nửa chứ ô phạm tự tin cười lạnh sau đó hóa thành bóng mở bay ra ngoài lại nói tổ an cảm thấy khí tức trong cơ thể bốc lên kịch liệt vì ngăn ngừa tạo thành tổn hại với hoàng cung hắn một đường bay đến trong núi ở ngoại ô vốn đang định vung ra một kiếm phát tiết khí tức cuồng bạo trong cơ thể thuận tiện nhìn xem uy lực của thái a kiếm như thế nào bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động ngẩng đầu nhìn về phía một thân cây ở ngoài mấy trượng chỗ đó trong tán cây ẩn ẩn có một bóng người tính cảnh giác cũng không tệ lắm lúc này một bóng người thon gầy từ trong tán cây đi tới y phục màu đen bó sát người có hoa văn hình lá cây tô điểm lại thêm dung nhan tuấn mỹ và tay nhọn đặc thù của ám dạ tinh linh hết sức rõ ràng ngươi là ai ánh mắt của đối phương tập trung vào mình hiển nhiên là kẻ đến không thiện ta người này từ trước đến nay lòng dạ từ bi nhất định sẽ làm cho người chết ở dưới kiếm biết tên của ta như vậy đợi hắn đến địa phủ cũng không đến mức chết không minh bạch ám dạ tinh linh kia tà dị mỉm cười nhớ kỹ ta gọi đoạn canh cầu quỷ canh chó tổ an khẽ giật mình cha mẹ phải thiếu thông minh như thế nào mới lấy tên như vậy ai biết đối phương lại có chút tự hào ở thế giới nguy hiểm này dù tu vi của mình lại cao hơn cũng phải học cầu thả mới được không biết cầu thả cỏ trên mộ đều rất cao tổ an có chút vui vẻ nhưng ngôn ngữ vừa rồi của ngươi nhìn không ra ngươi có chút cầu thả nhà bởi vì ta có hoàn toàn chắc chắn tự nhiên không cần cầu thả ám dạ tinh linh đoạn canh cầu chậm rãi rút mảnh kiếm vẻ mặt thoải mái nói ngươi muốn giết ta thần xác tổ an hờ hứng chúc mừng ngươi chính xác quên giới thiệu đoạn thiên cừu cũng coi là anh họ và con xa của ta ngữ khí của đoạn canh cầu tràn ngập thưởng thức bất quá sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ ngươi muốn báo thù cho đoạn thiên cừu Ngươi có biết đêm qua đoạn thiên cửu cũng bại ở trong tay ta hay không? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tu vi của mình cao hơn hắn? Tổ an kinh ngạc, thừa cơ hỏi thăm một chút nội tình cũng tốt, thủ đoạn của những ám dạ tinh linh này đều cực kỳ quỷ quyệt. Tu vi của đoạn thiên cửu quả thật không tệ, sắc mặt của đoạn canh cầu rất khó coi, dường như trước kia thua thiệt qua ở trong tay hắn. Có điều hắn chỉ ý vào mình là đệ đệ của ám dạ tinh linh vương, từ nguyên càng phong phú mà thôi, hắn hoàn toàn không hiểu máu huyết ma luyện, dứt bỏ những quyền thế tư nguyên kia, hắn căn bản kém xa ta, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ nhiều lắm là sàn sàn với đoạn thiên cửu hơn nữa khả năng càng lớn còn kém hơn một chút người nào cho người dũng khí tới giết ta lương tĩnh như sao tổ an có chút kỳ quái ám dạ tinh linh từ trước đến nay cẩn thận hơn nữa đầu óc hôn khéo kẻ trước mắt này là chuyện gì xảy ra lương tĩnh như là ai đoạn canh cầu sững sờ bất quá không thèm để ý chi tiết này sự tình hôm qua ta đã điều tra kỹ càng người bất quá là mượn nhờ thần binh xạ nhật cung hơn nữa lúc ấy đối diện đoạn thiên cửu cũng có đại tông sư ngăn chặn sau đó hắn dùng ánh mắt cân nhắc khoảng cách giữa hai người, nếu như ngoài 20 trượng, ta thất bại, ngoài 10 trượng, ta cũng sẽ nỗ lực tránh cho xung đột với ngươi, đáng tiếc ngươi ngàn vạn lần không nên, vậy mà xuất hiện ở cách ta gần như vậy, xạ nhật cung căn bản không nhanh bằng kiếm của ta, vừa rồi hắn nói nhiều lời như vậy, chủ yếu là vì rút ngắn khoảng cách giữa song phương, xưa nay ám dạ tinh linh am hiểu ám sát và cận thân tác chiến, bây giờ song phương cách không đến một trượng, hắn có lòng tin tuyệt đối, trong vòng một trượng, sinh tử do hắn, lần này vận khí thật tốt vốn chỉ là tới vương đình dạo chơi xem có thể đục nước béo cò hay không kết quả vừa đến đã nghe tin đoạn thiên cừu ngã nhào sau đó kẻ cầm đầu dẫn đến đoạn thiên cừu ngã nhào lại trùng hợp xuất hiện ở cách hắn gần như vậy xạ nhật cung kia không phải đưa tới cửa cho mình sao quả thực là song hỉ lâm môn đáng tiếc vừa rồi tựa hồ trong vương đình lại bạo phát ra khí tức thần binh mới mình hơn phân nửa là không có cơ hội nhúng chàm dù sao trong vương đình cao thủ như mây cầu thả mới là vương đạo lúc này đột nhiên hắn cảm giác ánh mắt đối phương có trước ngoài ý muốn tựa hồ thương hại lại tựa hồ bạo ngược, hắn không khỏi âm thầm cười lạnh, con trẻ như vậy hơn phân nửa là chưa từng nghe qua đại danh của ta, đoạn canh cầu để bao nhiêu người hận thấu xương, thế nhưng những người kia nghiến răng nghiến lợi lại có thể làm gì ta, vậy để ngươi nhìn đoạn canh cầu ta mang đến tuyệt vọng đi, hắn giữ tận cười một tiếng, đang muốn đâm ra một kiếm, khắp thiên hạ, không có người kiếm nhanh hơn ám dạ tinh linh, ngọa tào, đây là cái gì, đúng lúc này, bỗng nhiên thần sắc hắn cứng đờ, dừng lại động tác, nhìn về một phương hướng khác, tổ an cũng có cảm giác nhìn về phương hướng đồng dạng chỉ thấy một lão giả mày rậm mắt to từ đằng xa đi tới rõ ràng khoảng cách rất xa nhưng chỉ tùy ý bước hai bước đã xuất hiện ở phụ cận xúc địa thành thốn ánh mắt đoạn canh cầu ngưng tụ tựa hồ ra hỏa này nhanh hơn kiếm của ta một chút người chính là tổ an lão giả kia dò xét hai người một phen sau đó ánh mắt rơi vào trên người tổ an đoạn canh cầu âm thầm kinh hãi ra hỏa này nhìn cũng không nhìn ta một chút là có ý gì có điều hắn không dám mạo muội phát tác trên đời này người không qua loa sống không lâu hắn dự định trước xem tình huống lại nói lão nhân này cho hắn cảm giác thăm bất khả chắc tổ an gật đầu không sai ngươi là ai tìm ta có việc gì người tới tự nhiên là trưởng lão hội ô phạm hắn đang muốn mở miệng lại thấy thức mở đầu của đoạn canh cầu lấy tu vi của hắn tự nhiên nhìn ra đối phương dự định công kích trong lòng hắn hơi động dù sao bây giờ tổ an được phong làm nhất chính vương mình là trưởng lão yêu tộc nếu trực tiếp xuống tay với hắn cướp đoạt truyền đi không dễ nhìn không bằng mượn tay ám dạ tinh linh giết hắn ám dạ tinh linh kia cũng có tu vi đại tông sư khoảng cách gần như vậy cổ an chết chắc mình lại từ trong tay ám dạ tinh linh đoạt hai thanh thần khí còn có thể đối ngoại tuyên bố báo thù giúp hắn cái gì gọi là cáo già nghĩ tới đây hắn lui ra sau một chút mũi vểnh lên trời ngạo mạn nói các người trước giải quyết sự tình của các ngươi đi xong ta lại tìm ngươi đoạn canh cầu nhớ mày lão nhân này không phải người tốt muốn tọa sơn quan hồ đấu có điều đối phương tính sai rồi chỉ sợ không rõ ràng ám dạ tinh linh xuất thủ từ trước đến nay là một đòn giết chết toàn bộ quá trình sẽ nhanh đến mức làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đến thời điểm mình lại nắm thi thể Tổ An nhảy vào khe hở không gian, tu vi của lão giả này lại cao hơn cũng bắt không được hắn. Được, Tổ An gật đầu, sau đó nhìn về phía đoạn canh cầu, đoạn canh cầu nhất thời vui vẻ, thật là người không biết không sợ, hắn đã không có ý định lưu thủ, trực tiếp giơ tay lên đâm ra, trên đời này không ai có thể nhanh hơn kiếm của Ám Dạ Tinh Linh. Lúc này Tổ An nâng kiếm, sau đó một đạo quang mang chói mắt sáng lên, đó là kiếm khí, lóa mắt giống như mặt trời. Ô Phạm vốn ngạo mạn nhất thời đồng tử co rút kịch liệt, đoạn canh cầu mộng bức, mình là đang nằm mơ hay hôm nay phương thức mở ra thế giới không đúng, trên đời này ai có thể sử dụng kiếm khí khoa trương như thế, hắn muốn trốn tránh, nhưng phát hiện toàn thân mình bị kiếm ý kinh khủng kia khóa chặt, căn bản không tránh né được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm của mình bị quang mang tan rã, sau đó vô số tiến vào thân thể hắn, hắn bỏ ra nhiều tiền mua được bảo giáp thiên cấp hộ thể, trong nháy mắt sụp đổ, sau đó thân thể hắn cũng không nhịn được lực đạo trùng kích, triệt để hóa thành huyết vụ đầy trời đây chính là khí tức thần binh vừa rồi ở trong thành bạo phát ra kia mẹ nó ai nói ra hỏa này dùng cung hắn rõ ràng chỉ dùng kiếm đoạn thiên cửu con mẹ nó người hại ta kiếm khí đầy trời sẹt qua đoạn canh cầu cũng không có biến mất tiếp tục kéo dài về sau trực tiếp chém một ngọn núi lớn thành hai khúc hình thành một hạp cúc tờ lớn tổ an chỉ cảm thấy nguyên khí táo bạo trong cơ thể thoáng bình phục cúi đầu nhìn thái a kiếm trong tay đây chính là uy lực của lấy giang sơn làm kiếm sao sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía ô phạm vừa rồi ngươi muốn nói cái gì thần sắc ngạo mạn của ô phạm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà đổi thành nụ cười ôn hòa ta nghe trưởng lão nói bây giờ yêu tộc xuất hiện một thiếu niên anh hùng làm nhất chính vương hắn nói tối hôm qua ngươi ngăn cơn sóng dữ đủ loại sự tích anh dũng ta không khỏi lòng sinh kính nể cảm thấy thiếu niên anh hùng như vậy ta làm sao cũng phải tới tận mắt nhìn bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền tổ an nghi ngờ liếc hắn một cái vừa rồi thái độ của gia hỏa này rõ ràng muốn nói hẳn là chuyện khác mới đúng người thật từ xa chạy tới chỉ vì nói cái này trước đó nghe tiểu yêu hậu nói người của trưởng lão đoàn đều thọ nguyên gần hết mỗi lần ra sẽ tiêu hao không ít cho nên không phải đại sự bọn họ tuyệt đối sẽ không lộ diện mồ hôi lạnh trên trán ô phạm trong nháy mắt chảy xuống ách là như vậy ta muốn tìm ngươi hỏi sự tình bất tử dược ngươi cũng biết những lão gia hòa chúng ta đều ngày giờ không nhiều nên rất quan tâm nó không thể trách hắn trước sau trở mặt gia hỏa này là yêu nghiệt phương nào a à? vừa rồi một kiếm khủng bố kia thật là tông sư anh phách cảnh có thể đánh ra sao uy lực một kiếm kia dù đứng ngoài quan sát cũng lòng còn sợ hãi đoạn canh cầu chính diện thì bị kiếm khí xông đến biến thành cho bụi tuy tu vi của hắn cao hơn đoạn canh cầu không ít nhưng tự hỏi cũng không có lòng tin đón lấy một kiếm này coi như đón được đoán chừng cũng phải bỏ ra cái giá cực kỳ thê thảm đau đớn đối với người nửa thân thể và quan tài như hắn mà nói bất luận cái giá gì thương tới bản nguyên đều không thể tiếp nhận cho nên lập tức thay đổi ngạo mạn thái độ cực kỳ nhu hòa đại trường lão nói quả nhiên không sai xem ra tối hôm qua bức tiên sinh cũng không phải công pháp xảy ra vấn đề tàu hỏa nhập ma bị hắn thừa lúc mà lật thật thua ở trong tay đối phương hắn không nghĩ ra vì sao hậu sinh trẻ tuổi này có bản lĩnh khủng bố như vậy sau khi trở về trường lão hội nhất định phải thảo luận một chút tối hôm qua không phải đã nói với đại trưởng lão sao tổ an cao mày hắn cảm giác khí tức trong cơ thể vẫn sôi trào kịch liệt có một loại xúc động muốn chém tiếp nhìn thấy ánh mắt của hắn ô phạm cảm thấy tóc gáy toàn thân dựng đứng ý thức được đối phương chuẩn bị ra tay với mình hắn vừa âm thầm phòng bị vừa để cho ngữ khí của mình càng thêm vô hại chủ yếu là hôm qua đại trưởng lão hỏi vội vàng có một ít chi tiết còn không rõ ràng lắm chẳng qua nếu ngươi không nói suông ta cũng sẽ không quấy dày cáo từ nói xong liền muốn rời khỏi nghĩ đến trước khi mình đến lời nói hùng hồn hắn cảm thấy mặt đỏ bừng được rồi trở về bị những tên kia chế nhạo thì chế nhạo dù sao cũng tốt hơn hao tổn thọ nguyên ở chỗ này chờ một chút tổ an nói làm ô phạm hoàng sợ đến giật mình thẳng đến nghe được câu sau mới buông lòng một hơi người đi ra một chuyến cũng không dễ dàng ta nói cho ngươi một chút đi Tổ An nghĩ đến bây giờ mình dù sao cũng là nhất chính vương của yêu tộc, hơn nữa về sau tiểu hoàng đế còn phải dựa vào trường lão hội che chở, cũng không tiện làm quá cứng với bọn hắn. Ô Phạm nhất thời có chút thụ sùng nhược kinh, thậm chí có một loại xúc động muốn khóc, mình chưa từng nghĩ đến đường đường một trường lão yêu tộc, lại sẽ có một ngày như vậy. Tiếp xuống Tổ An đại khái nói sự tình liên quan tới bất tử dược trong bí cảnh cho hắn, đặc biệt còn kể tao ngộ của Áp Du, ám chỉ coi như bất tử dược này có thể kéo dài tuổi thọ, hơn phân nửa chỉ có thể khiến người ta trở thành quái vật không có thần trí hy vọng dùng cái này bỏ đi suy nghĩ của bọn họ về bất tử dược bằng không bị một đống lớn lão gia hỏa tu vi cao sâu nhớ thương trung quy không phải chuyện gì tốt nghe xong các loại truyền thuyết về bất tử dược ô phạm âm thầm ngạc nhiên chắp tay cáo từ đang định rời đi bỗng nhiên chân trời bay tới một bóng người xinh đẹp mái tóc gù xuống tới mông theo động tác nhẹ nhàng tung bay làm cho lòng người ngớ ngáy bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim thấy rõ hình dạng của đối phương ô phạm nghĩ thầm trong vương đình lại còn có nữ tử xinh đẹp như thế hơn nữa còn có tu vi đại tung sư sao mình một chút ấn tượng cũng không có chẳng lẽ những năm này hậu bối của gia tộc nào lâm thời đột phá trong lòng hán nghi hoặc vân gian nguyệt cũng kinh nghi bất định vừa rồi nàng tìm yến tuyết ngân khắp nơi không tìm được cho nên định tìm tổ an hỏi tình huống kết quả vừa tới hoàng cung biết tổ an bay ra ngoại ô nàng liền đuổi theo trên nửa đường cảm nhận được một kiếm khủng bố trong lòng lo lắng tổ an sẽ không nguy hiểm gì sau đó tăng tốc vừa dùng thần niệm tìm kiếm tổ an chờ đuổi tới phát hiện bên cạnh lại có một lão già thâm bất khả chắc tu vi người này nàng nhìn không thấu, hiển nhiên là cao hơn mình, cho nên phản ứng đầu tiên cho rằng hắn là đến khó xử tổ an, sau đó trực tiếp tới ra tân nguyệt luân, tùy thời chuẩn bị cùng tổ an kề vai chiến đấu. Ô phạm có chút kỳ lạ, đồng thời trong lòng ngầm bực, mình kiêng kỵ tổ an thì thôi, kết quả hiện tại bất luận hậu bối tuổi trẻ nào cũng dám đánh ta, ánh mắt hắn phát lạnh, đang định giáo huấn nữ nhân không biết sâu cạn kia một chút, kết quả nghe được thanh âm của tổ an, vân tỉ tỉ, sao người lại tới? Vân Gian Nguyệt vừa đề phòng nhìn qua ô phạm cách đó không xa, vừa đi tới bên người tổ an người không sao chứ không có việc gì tổ an đáp ô phạm nhất thời trợn tròn mắt nguyên lai nữ nhân này nhận biết tổ an mỹ nữ và cường giả đúng là tuyệt phối ai nếu lúc tuổi còn trẻ ta trô bỏ như vậy nữ nhân bên cạnh sẽ chỉ càng nhiều hắn nhìn hai người thiện ý cười một tiếng nhất chính vương cáo tử nói xong thân hình hóa thành cầu vòng bay đi vân gian nguyệt có chút ngoài ý muốn vì sao ngữ khí của hắn cung kính với người như thế tổ an vô ý thức đáp khả năng hắn tính tình hiền lành vừa rồi ta thấy bên này bộc phát ra uy lực của thần binh ngươi thật không có sự tình gì chứ vân gian nguyệt kéo tay tổ an nhìn lúc này mới thấy nửa người trên của hắn không có mặc y phục bắp thịt tráng kiện ở dưới ánh mặt trời chiều sáng rạng rỡ sắc mặt có chút mất tự nhiên nhìn y phục đều bể mất còn nói không có việc gì tổ an nhịn không được cười lên thật không có sự tình vừa rồi đụng tới cái ám dạ tinh linh một kiếm dây vân gian nguyệt giật mình sau đó ánh mắt rơi xuống vết kiếm cách đó không xa còn có hẻm núi lớn ở trong núi lớn hết thảy đều là ngươi làm có phải phát hiện ngươi hiểu ta còn chưa đủ hay không?" Tổ An cười cười, ánh mắt rơi vào dáng người của Vân Gian Nguyệt, nghĩ thầm ngực của Vân tỷ tỷ thật lớn, gần sánh bằng đại mạn mạn rồi, không biết xúc cảm như thế nào. "À, chờ chút, hôm nay ta xảy ra chuyện gì, sao cứ luôn suy nghĩ lung ta lung tung?" Lúc này Vân Gian Nguyệt đang ở vào trong khiếp sợ, ngược lại không có chú ý tới ánh mắt xâm lược của hắn, nàng nghĩ thầm tại sao một kiếm của gia hỏa này lại có uy lực như thế, tiếp lấy chú ý tới trường kiếm trong tay hắn, cảm nhận được uy áp đặc thù của thần cấp nàng không khỏi giật mình trước đó khí tức thần binh trong hoàng cung là người làm ra đúng thái a đã thành công đột phá thần cấp tổ an có chút kiêu ngạo nói ánh mắt lại rơi vào mái tóc dài của vân gian nguyệt nghĩ thầm trải thành đôi đôi ngựa chẳng phải là dây cương nhất đẳng thần cấp vân gian nguyệt bị chấn kinh đến có chút chết lặng gia hỏa này thực quá thần bí luôn có thể làm ra sự tình ngoài dữ liệu ngay cả yêu hoàng cũng bị đánh giết luyện ra một thanh thần binh giống như cũng không có gì lớn người không có việc gì liền tốt thậm chí nàng chẳng muốn hỏi đối phương làm sao luyện ra nhớ tới mục đích lần này tới đúng người có biết băng thạch nữ đi nơi nào hay không không biết vừa rồi đại điền xong ta cũng tìm một lần nhưng không tìm được nàng tổ an nghĩ thầm chẳng lẽ yến tuyết ngân bởi vì sự tình hôm qua trong cơn tức giận đi rồi ai nha người vân tỉ tỉ thật thơm không được nàng là sư phụ của hồng lệ không thể mạo phạm nàng có điều hắn lập tức nghĩ lại cái này có quan hệ gì yến tuyết ngân cũng là sư phụ của sơ Nhan nha đến thời điểm sư đồ tề tụ một đường không phải càng ai nha hôm nay ta đến cùng xảy ra chuyện gì sao lại nghĩ những thứ lung ta lung tung này lúc này vân gian nguyệt rơi vào trầm mặc một lúc lâu sau thở dài xem ra băng thạch nữ đã đi tính tình nàng chính là như vậy không chào mà đi cũng không kỳ quái lấy tu vi của yến tuyết ngân trong vương đình không có người nào có thể vô thanh vô tức thương tổn đến nàng huống chi lúc đó tất cả mọi người ở trong hoàng cung càng không khả năng có ngoài ý muốn gì phát sinh vậy chỉ có một khả năng chính là nàng chủ động rời đi sau đó nàng ngẩng đầu đang muốn nói gì bỗng nhiên thấy ánh mắt của tổ an đầu tiên là sững sờ sau đó xấu hổ nói rú tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy tỉ tỉ đẹp mắt nha tổ an nói trong lòng vân gian nguyệt nhảy một cái cảm nhận được trên người đối phương bắn ra khí thức dương cương nàng cũng có chút mất tự nhiên trong khoảng thời gian này ở chung mọi người khó tránh khỏi có chút không rõ biên giới nếu hắn là thân phận khác thì không có gì nhưng hắn là nam nhân của hồng lệ mình cũng đừng náo ra scan đồ gì để băng thạch nữ chế diễu suy nghĩ một chút nàng nói băng thạch nữ này trước đó trong mộ tùy hầu lấy được nguyên linh lộ còn ở chỗ nàng nàng định độc chiếm sao không được ta muốn đi tìm nàng tính sổ sách tổ an nghĩ thầm lúc trước ở trong đại tuyết sơn mình vi từ trong tay tuyết nữ chạy trốn cưỡng ép thì triển phí print dẫn đến thân thể sụp đổ tựa hồ yến tuyết ngân dùng những nguyên linh lộ kia cứu ta nếu như bị hỏi tới quan hệ của hai người chẳng phải ra ánh sáng thấy nàng quay người muốn rời khỏi tổ an quýnh lên trực tiếp bắt lấy tay nàng cảm nhận được trên tay truyền đến khí tức nóng rực vân gian người giật mình nghĩ thầm sao hắn nóng như thế nàng quay đầu giống như cười mà không phải cười thế nào ngay cả tiện nghi của tỷ tỷ cũng dám chiếm ánh mắt tổ an nhìn thẳng vào nàng ta chiếm thì thế nào vân gian người giật mình không ngờ ra hỏa này còn trực tiếp thừa nhận trong lúc nhất thời làm nàng không biết xử lý như thế nào nhìn thấy ánh mắt đối phương sáng rực trong lòng nàng có chút bối rối hắt tay hắn ra đừng làm rộn vô ý thức kéo y phục nàng nói tiếp lần này vào bất chi chi địa ta và băng thạch nữ đều ích lợi rất nhiều trước đó trong nhiều năm cảnh giới của chúng ta một mực không tiến nhưng lần này vào bí cảnh chúng ta kiến thức quá nhiều tồn tại cao cấp thậm chí còn có tiên nhân cao hơn địa tiên cấp còn có thiên đế lúc trước ban trong ngươi xạ nhật cung tiết lộ ra uy nghiêm vô thượng khả năng không có hiệu quả quá lớn với người bình thường nhưng ta và băng thạch nữ đều là đại tông sư lại được lợi rất nhiều chúng ta chỉ là tạm thời phong ấn những kiến thức kia cần thời gian để tiêu hóa đủ loại cảm ngộ trong bí cảnh trước đó bởi vì sự tình của ngươi chưa xong cho nên ta mới buổi tiếp ngươi bây giờ thấy ngươi đã có thể một mình đảm đương một phía ta rất vui mừng nghĩ đến lấy chiến lực của ngươi bây giờ còn có trưởng lão hội yêu tộc tình linh tộc chống đỡ Bên vương đỉnh này hẳn không người có thể tổn thương đến ngươi, ta cũng nên trở về làm việc của mình." Nói đến đây nàng hơi canh cánh trong lòng, băng thạch nữ kia thật gian trá, nàng khẳng định cũng muốn trở về bế quan đột phá, thời điểm đi cũng không biết chào hỏi một tiếng, thiệt thòi ta, thiệt thòi ta, thua thiệt ngươi cái gì?" Thấy nàng bỗng nhiên ấp a à, ấp úng, Tổ An Hiếu Kỳ hỏi, "Không có gì?" Vân Gian nguyệt đỏ mặt, khó mà nói trải qua trong khoảng thời gian này, mình coi yến tuyết ngân là tỉ muội chứ? "A à phi, hai ta là đối thủ một mất một còn, lần sau gặp lại" quyết phần cao thấp cũng phần sinh tử bằng thành nữ dối trá một mình mang theo nguyên linh lộ bỏ đi may mắn trong bí cảnh lấy được vũ sơn linh tuyền mỗi người đều lưu một phần bằng không lại bị nàng nuốt riêng có thể không đi hay không tâm tình của tổ an xa suốt thời gian dài như vậy cùng yến tuyết ngân vân gian nguyệt ở chung cùng một chỗ kể vai chiến đấu cùng một chỗ trải qua sinh tử sớm đã bất trì bất giác kết xuống tình nghĩa thâm hậu giống như người nhà bây giờ yến tuyết ngân đã đi vân gian nguyệt cũng muốn đi trong nháy mắt hắn có cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ hắn cũng không biết vì sao sẽ có cảm giác mãnh liệt như vậy rõ ràng chỉ là tạm thời tách ra cũng không phải sinh ly tử biệt hơn nữa trên lý trí cũng biết các nàng sớm muộn sẽ phải rời khỏi cảm nhận được trong giọng nói của hắn không muốn xa rời vân gian nguyệt là người sát phạt quyết đoán cũng trở nên mềm mại tiểu an tử ta đã đi ra rất lâu thanh giáo chúng ta không kiên cố giống như bạch ngọc kinh của băng thạch nữ những tên kia cả ngày lục đục với nhau thời thời khắc khắc muốn lợi mình mưu hại người khác để mình thay vào đó không có gì bất ngờ xảy ra trong khoảng thời gian này bên thánh giáo đã loạn thành một bầy ta không quay lại sẽ không có cách nào thu thập đồng thời nàng còn lo lắng tình huống của đồ đệ thu hồng lệ tuy địa phương nàng bế quan rất an toàn nhưng nếu trong giáo thế cục đại biến hồng lệ cũng không cách nào an tâm bế quan không biết vì sao nàng không hề nói ra lý do này tựa hồ không muốn cùng tổ an trò chuyện sự tình hồng lệ thấy tổ an trầm mặc vân gian nguyệt thăm thảm thở dài ta thật phải đi sau này còn gặp lại nói xong quay người rời đi vốn lấy tu vi đại tông sư cơ hồ trong nháy mắt có thể biến mất nhưng chẳng biết tại sao nàng đi rất chậm dường như chính mình cũng không có ý thức được trong lòng không muốn đúng lúc này một đôi cánh tay cường tráng trực tiếp từ phía sau ôm nàng không nên đi vân gian nguyệt tức giận nhiều năm qua hình thành bản năng muốn xuất thủ công kích chấn bay đối phương bất quá đợi ý thức được là tổ an động tác nàng cứng đờ cắn môi buồn bực nói ngươi làm gì ta không muốn ngươi đi tổ an cậy mạnh nói cũng không biết vì sao lúc này tâm hắn rất loạn tựa hồ cũng lớn mật hơn bình thường rất nhiều trên mặt vân gian nguyệt lóe lên thần sắc phức tạp số tiểu tử lá gan của ngươi càng lúc càng lớn ngay cả tiện nghi của ta cũng dám chiếm mau buông tay không buông tổ an một bộ lợn chết không sợ bòng nước sôi chóc mũi người mùi thơm trên người đối phương nghĩ thầm vân tỉ tỉ không thích bôi son phấn vì sao trên người thơm như vậy hành động như vậy có chút khinh bạc dù trước đó vân gian nguyệt lừa gạt mình đây chỉ là tỉ để ôm nhau hiện tại cũng không còn gì để nói nàng sờ mặt lại ta là sư phụ của hồng lệ ta biết thì tính sao tổ an tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói lỗ tai vốn là vị trí mẫn cảm bị đối phương thở ra nhiệt khí vân gian nguyệt nhất thời cảm thấy toàn thân giật mình xú tiểu tử đến cùng ngươi là người trong ma giáo hay ta là người trong ma giáo nàng bị câu trả lời này của đối phương làm cho tức điên xem như trong ma giáo cũng không có mấy cái dám không cố kỵ những vấn đề thân phận này ta không biết ta chỉ biết không muốn để cho ngươi rời đi tổ an ôm nàng thật chặt hắn cảm thấy trong đầu bây giờ loạn thành một bầy trong thân thể khuấy động đến rối tinh rối mù mau buông ta ra còn như vậy ta sẽ ô ô vân gian nguyệt vừa thẹn lại giận đang định phát tác bỗng nhiên miệng bị ngăn chặn đôi mắt nàng nhất thời trợn lớn trong óc nàng ầm vang một tiếng ta lại bị cưỡng hôn nếu có người khác ở chỗ này chỉ sợ ánh mắt sẽ cả kinh rơi xuống vân gian nguyệt là người nào giáo chủ ma giáo nữ ma đầu tiếng tăm lừng lẫy người chết dưới tay nàng không biết bao nhiêu tuy nàng am hiểu mỹ thuật nhưng xưa nay giữ mình trong sạch khí chất lẫm liệt không thể xâm phạm trong ma giáo không thiếu ác đồ gan lớn nghĩ đến nàng độc thân nhiều năm như vậy cũng sẽ có nhu cầu muốn tìm nàng xong tu xúc tiến công lực còn có thể lớn mạnh thế lực của nàng sau khi bị cự tuyệt vẫn không cam tâm có ít người thậm chí động tàn niệm làm ra một số sự tình hạ lưu để thuận nước đẩy thuyền kết quả những người kia chết rất thảm có thì bị thiến có thì dùng dây kẽm nung đỏ trực tiếp cắm vào từ đó về sau người trong ma giáo không ai dám đánh chủ ý tới nàng người ngoài giáo càng như vậy nghe nói đã từng có người chỉ lết nhìn nàng một cái liền bị khuét hai mắt cho nên người khắp thiên hạ đều biết tuy nữ nhân này đẹp đến không tưởng nổi nhưng là hoa hồng có gai độc thủ đoạn độc ác không ai dám đánh chủ ý tới nàng hơn nữa bởi vì vết xe đổ thậm chí không dám liếc nhìn nàng, sợ đối phương tâm tình không tốt lạnh lùng hạ sát thủ, kết quả bây giờ lại có người dám ôm nàng, còn trực tiếp cưỡng hôn. Vân Gian Nguyệt cũng mộng bức, nhiều năm như vậy, nàng căn bản không để cho nam nhân tiếp cận trong vòng ba thước, đương nhiên sẽ không phát sinh dự tình tương tự, cho nên trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, bất quá sau khi khiếp sợ, lập tức xấu hổ, sau đó là giận. Nhiều năm như vậy hình thành bản năng phản ứng là không cách nào cải biến, nàng trực tiếp dùng khuỷu tay đánh tới ngực đối phương, phanh, đổi lại người khác, coi như không trọng thương, cũng sẽ gãy mấy cái xương. Bất quá thân thể Tổ An không biết là cái gì làm, một cái xương cũng không gãy, chỉ kêu đau một tiếng mà thôi. Vân Gian Nguyệt cảm nhận được trong miệng truyền đến khí tức huyết tinh, biết đối phương thụ thương, trong lòng có chút hối hận, vừa rồi xuất thủ quá nặng, vạn nhất thật làm bị thương thì không tốt. Nàng vốn cho rằng như vậy đối phương sẽ biết khó mà lui, ai biết hắn y nguyên không muốn sống hôn nàng, thậm chí còn vươn đầu lưỡi vào. Vân Gian Nguyệt rốt cục nhịn không được, hai tay muốn triệt để phản kích không lưu lực, bất quá Tổ An không ngốc, thân thể hắn mạnh hơn cũng không chịu được đại tông sư công kích trực tiếp bắt lấy cánh tay đối phương vân gian nguyệt liều mạng dãy ruộng phát hiện công lực toàn thân như bị hấp động hút sạch căn bản không ra sức được liên tưởng đến trước kia tổ an nói với nàng nàng rốt cuộc minh bạch vì sao bức tiên sinh chết bất quá may mắn tổ an chỉ hóa giải lực phản kích không có chủ động hút công lực của nàng xú tiểu tử đừng ép ta tuy miệng bị ngăn chặn nhưng vẫn có thể nguyên khí truyền âm thân là đại ma đầu tiếng tam lừng lẫy nàng tự nhiên không có khả năng bị chế trụ đơn giản như vậy đang có mười mấy loại biện pháp có thể triệt để phản kích đối phương không chết cũng sẽ trọng thương ai biết tổ an vẫn không đáp lại chỉ không ngừng công thành đọt đất vân gian nguyệt vừa thẹn lại giận dự định xuất thủ nhưng lại lo lắng thương tổn đến đối phương trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan rất nhanh nàng cảm giác được thân thể khác thường mặc dù nàng là tiền bối nhưng phương diện này thuần như giấy trắng làm sao chịu được người như tổ an kích thích cảm nhận được cánh tay đối phương mạnh mẽ đặc biệt là nửa người trên không có y phục khí tức dương cường bốc lên rất nhanh hô hấp nàng cũng loạn trên mặt lãnh khốc uy nghiêm lần đầu tiên nhiều vài tia đỏ hồng hai tay vốn dãi giụa cũng dần dần hòa hoãn lại không còn kiên quyết như lúc đầu ta đang làm gì trong đầu vân gian nguyệt như một đoàn tương hồ đây là nam nhân của hồng lệ tương lai còn không phải bị băng thạch nữ cười chết nghĩ tới đây nàng rốt cục khôi phục một tê thanh minh đang muốn đẩy đối phương ra ai biết tay đối phương đã luồn vào vạc áo bóp lấy bầu vú của nàng còn xe xe núm vú đang ân một tiếng cả người mềm xuống hỗn đản này không biết ở trên người bao nhiêu nữ nhân luyện thì bản sự thuần thục như thế trong lòng vân gian nguyệt buồn bực đến từ vân gian nguyệt điểm độ khí cộng 55, cộng 55, cộng 55. bỗng nhiên nàng giật mình nàng ý thức được dù mình có chút tức giận nhưng không phải tức giận hắn vô lễ mà tức giận hắn cùng nữ nhân khác ý thức được điểm ấy trong nội tâm nàng bối rối mình từ lúc nào biến thành như vậy phải biết trước kia nam nhân chỉ vô lễ liếc nhìn nàng một cái nàng cũng sẽ quét mắt người ta ấn tiêu chuẩn này động tác này của tội an thì cho cốt cũng không biết giải đi nơi nào thực ra nàng thân là người trong ma giáo cũng không phải thạch nữ nàng cũng có thất tình lục dục chỉ bất quá trước kia không có đụng phải nam nhân vừa mắt mà thôi nhưng tổ an không giống từ ban đầu ở hoàng cung thấy đối phương đã cảm giác được hắn không giống nam nhân khác bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim trong hoàng cung một đoạn thời gian ở chung sinh hoạt nàng không còn coi hắn là nam nhân bình thường mà nhiều vài tia thân cận mấy tháng nay sớm chiều ở chung cảm tình của mọi người sớm đã tăng mạnh thậm chí nàng coi đối phương như thân đệ đệ cho tới bây giờ nàng mới ý thức được mình coi hắn như đệ đệ chỉ bởi vì hồng lệ Vô ý thức muốn tránh một số đồ vật khác. Ai, gia hỏa này đúng là một nam nhân khiến người động tâm, có điều lý trí vẫn khôi phục, thật vất vả đẩy miệng đối phương ra, được cơ hội thở dốc, người không có nghĩ qua ta là sư phụ của Hồng Đại sao? Không nghĩ tới, Tổ An nghĩ thầm sự tình tương tự cũng không phải không có qua, bất quá Tê Thanh Minh duy nhất trong lòng để hắn không có bán yến tuyết ngân. Thấy đối phương lại hôn đến, Vân Gian Nguyệt vừa tức vừa gấp, lần nữa nỗ lực đẩy hắn ra. Không có nghĩ qua thì bây giờ nghĩ, ta và Hồng Lệ, ngươi đến cùng chọn người nào? nếu nàng xuất sinh chính đạo chắc chắn sẽ không như thế nhưng ở trong ma giáo mưa dầm thấm đất phương diện lễ pháp xác thực không có nhiều cố kỵ như vậy bây giờ nàng nhìn thẳng nội tâm mình dù tương lai đổ đệ oán hận bị băng thạch nữ và người trong thiên hạ chế nhạo lại như thế nào vân gian nguyệt ta chỉ cần mình ưa thích khi nào cần quan tâm ánh mắt người khác vừa nghĩ như thế trong nội tâm nàng nâng lên dũng khí nhìn đối phương chờ đợi hắn trả lời chỉ cần hắn lựa chọn mình vậy buổi hắn điên cuồng một lần lại tính là gì nhiều năm như vậy ta cũng chưa thử qua đó là tư vị gì từ gia hòa này xác thực rất có mị lực cho hắn cũng không tính thiệt thòi tại sao ta phải chọn đối mặt với ánh mắt trở mong của đối phương hai tay tổ an vồ một cái ta muốn tất cả muốn tất cả toàn thân vân gian nguyệt run lên cả người mộng bức trên đời lại còn có gia hòa vô liêm sỉ như thế nàng xấu hổ giận dữ lần nữa rằng co kịch liệt bất quá lần này đối phương không cho nàng cơ hội ôm chặt lấy nàng chặt đến mức để cho nàng không thở nổi chỉ riêng nửa người trên của đối phương khí tức dương cương và bắp thịt thời khắc kích thích thần kinh nàng nàng là nữ ma đầu nhưng đầu tiên là nữ nhân đối mặt nam nhân mình ưa thích khoảng cách gần tiếp xúc như vậy tất cả chống cửa ở dưới đối phương liên tục tiến công sẽ sụp đổ rất nhanh nàng thở dài nếu ra hỏa này vì được mình ở dưới loại tình huống này chọn nàng mà không chọn hồng lệ khẳng định là nam nhân bạc tình bạc nghĩa nói không chừng nàng sẽ xem thường đối phương bây giờ tuy vô gì chút nhưng ít ra không có vứt bỏ hồng lệ thôi thôi nếu không tương lai ta không gặp hắn như vậy sẽ không trở mặt với hồng lệ vừa nghĩ như thế thân thể nàng dần dần trầm tĩnh lại hai tay cũng dần dần bỏ rãy giụa thậm chí bắt đầu chủ động đáp lại đối phương, nàng Đường Đường giáo chủ ma giáo, để vô số người nghe tin đã sợ mất mật, loại tình huống này nàng làm sao giống như một tiểu cô nương yếu đuối, nhắm mắt tùy ý đối phương khinh bạc, cảm nhận được nàng nhiệt tình, hai người hôn càng nồng nhiệt, bất chi bất giác, Vân Gian Nguyệt cảm thấy một cổ áp bách cường đại, cả người bị ôm eo, chậm rãi ngã trên đồng cỏ, tiện tay vung lên, vài mảnh lụa xuất hiện, biến thành từng vài tơ rộng lớn, vây trên cây cối xung quanh, hình thành một lều vải, tóc dài tung bay theo gió, lại thêm gương mặt kiều diễm dường như một đó hoa hồng nở rộ trong mùa xuân lúc này hai gò má của vân gian nguyệt diễm như đào mận đáp ứng ta chỉ lần này hơn nữa sự tình hôm nay không thể để cho bất kỳ người nào biết đặc biệt là hồng lệ còn có băng thạch nữa được tổ an gật đầu đối với mỗi một nam nhân mà nói loại tình huống này bất kỳ điều kiện gì cũng sẽ đáp ứng tổ an cưỡi nút thắt áo của nàng ra lần này vân gian nguyệt không có né tránh chỉ nhìn chằm chằm hai mắt của hắn nói ngươi không giữ lời ta sẽ cắn chết ngươi nói xong hai mắt nàng nhắm lại tùy ý tổ an đưa tay vào trong cái yếm khi những đầu ngón tay của hắn vừa chạm đến chân bầu nhũ hoa thì hơi thở của vân gian nguyệt gấp gáp lên cũng không biết qua bao lâu vân gian nguyệt bỗng nhiên biến sắc số tiểu tử khó trách ngươi hôm nay lớn gan như vậy nguyên lai like là đến tình phách cảnh xuất hiện tâm ma trước đó không có phát giác được thẳng đến lúc này mọi người triệt để tương dung nàng mới hiểu được nguyên khí trong cơ thể đối phương hỗn loạn hiển nhiên là do hôm qua hấp thu tu vi của bước tiên sinh dẫn đến cảnh giới tăng cao sau đó đến cảnh giới thứ hai của tông sư tình phách cảnh mới vào tông sư cảnh hải đế luân sẽ nhen nhóm chết hỏa theo cảnh giới tăng lên chết hỏa sẽ từ hải đế luân tăng lên đến sinh thực luân cũng chính là tính phách cảnh cảnh này luyện hóa chết xuất tinh khí toàn thân sẽ sinh ra một cái biến chất khiến người ta không đến mức bị các loại dục vọng quấn thân có thể càng thêm chuyên chú tu hành cái dục vọng này không đơn giản chỉ tình dục mà là chỉ tham sân si ái hận của thế gian cảnh này nguy hiểm nhất cũng dễ dàng sinh ra tâm ma nhất một khi không độ qua được nhẹ thì triệt để mất lý trí bị dục vọng chi phối nặng thì tu vi hủy hết, biến thành cho bụi. Vô số tu sĩ đến thời điểm này đều cần trưởng bối gia tộc hoặc sư môn hộ pháp mới vượt qua cửa ải khó. Nhưng gia hỏa tổ an này quá yêu nghiệt, thậm chí đánh giết yêu hoàng vào một đám đại tông sư. Vân gian nguyệt vô ý thức xem hắn như cao nhân cùng thế hệ, lại thêm nàng vượt qua tình phách cảnh thời gian quá lâu, đến mức quên những chi tiết này, cho nên tới bây giờ mới phát hiện tình thế nguy hiểm của tổ an. Tâm ma gì? Lúc này cả người tổ an ngơ ngơ ngác ngác, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng vẫn còn thúc mạnh từng cái vào sâu trong người nàng. En, chớ lộn xộn, Vân Gian Nguyệt trợn trắng mắt, vừa tức vừa vỗ mông hắn một chút, thật vất vả mới thở ra hơi, kiên nhẫn giải thích cho hắn tinh phách cảnh và cảnh giới này dễ dàng xuất hiện tâm ma là chuyện gì xảy ra. Thần sắc tổ an mờ mịt, tâm ma giống như cũng không có gì không tốt, hiện tại ta khoái lạc trước đó chưa từng có, tốt hơn bất cứ lúc nào trước đó. Phạch phạch phạch, lại từng đợt công kích dồn dập, làm Vân Gian Nguyệt nấc nghẹn rên gì. Vân Gian Nguyệt, ta còn có thể nói cái gì? bây giờ ngươi đương nhiên vui vẻ hơn bất cứ lúc nào khác thực ra ngay cả nàng cũng có cảm khái tương đồng có điều nàng dù sao cũng là đại tông sư tâm trí kiên định rất nhanh khôi phục lại người sinh ra tâm ma là bởi vì tâm ma có dụ hoặc cực lớn khiến người ta có thể làm rất nhiều sự tình bình thường muốn làm mà không dám làm mà những sự tình này tuy mang đến vui vẻ ngắn ngủi lại có tính nguy hại cực lớn một khi trong trầm mê lại muốn quay đầu sẽ khó tuy tổ an triệt để nhập ma theo nàng đến thánh giáo song túc song phi cũng không tệ nhưng nàng không hy vọng thiếu niên tiền đồ vô lượng kia thật đi đến một bước này. Tại sao ta phải quay đầu? Bỗng nhiên tổ an cười tà, hiện tại ta càng thêm khoái ý ân cừu, sống càng thêm tiêu sái không tốt sao? Phạch phạch phạch, vân gian nguyệt lại trợn mắt chừng một cái, sao gia hỏa này lại nói không nghe như thế? Nàng tận tình khuyên bảo, đáng tiếc không ngăn nổi gia hỏa này mạnh mẽ trùng kích, làm cả người buồn rùn, rên rỉ thành tiếng. Vân gian nguyệt cắn chặt môi đỏ, tiểu an tử, ngươi còn như vậy ta sẽ không thích ngươi, ta biết ngươi đang nói láo, tổ an không chút mắc lừa, lời có thể nói láo, nhưng phía dưới, sẽ không. Lúc này hoa huyệt của Vân Gian Nguyệt siết chặt lấy cự vật của hắn, giống như không muốn để nó ra ngoài. Vân Gian Nguyệt hận không thể hung hăng cắn hắn một cái, gia hỏa này vẫn là loại cung kính như trước kia càng đáng yêu hơn. Có điều nàng vẫn nhẫn nại tính tình giải thích, thực ra người không cần thiết như vậy, trước đó ta không biết người có tâm ma, cũng đáp ứng cùng ngươi cho nên ngươi khôi phục bình thường, cùng hiện tại không có gì khác biệt, ngược lại ngươi nhập ma, ta sẽ hết bỏ ngươi. Nghe nàng nói như vậy, tổ ăn rốt cục có chút khẩn trương ngươi không có gạt ta chứ đương nhiên không có ân nhẹ thôi vân gian nguyệt nhíu mày lại suýt chút nữa phá phòng gia hỏa này nói chuyện thì chỉ nói thôi còn vừa nói vừa dập mạnh thế nhưng trước đó ngươi nói chỉ có lần này như chuẩn bị kéo quần lên liền không nhận người tổ an có chút bất mãn kéo quần lên liền không nhận người vân gian nguyệt chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên nếu không phải nề tình hắn ở trong tâm ma lời nói và việc làm có chút bừa bãi nghe được lời như thế mình không đánh chết hắn mới lạ đến từ vân gian nguyệt điểm nộ khí 44 cộng 44 cộng 44 nàng cưỡng chế tức giận ngược lại an ủi yên tâm đây chẳng qua là ta tìm lý do thuyết phục mình mà thôi thời điểm nói lời này nàng cực kỳ xấu hổ cái này hoàn toàn là vì không muốn để cho hắn triệt đề bị tâm ma khống chế mới dỗ dành hắn chờ hắn khôi phục lại cẩn thận cùng hắn tính sổ thật tổ an nhất thời hăng hái ánh mắt nổi lên quang mang tự nhiên là thật thanh âm của vân gian nguyệt từ trong kẻ giang nói ra vậy hồng lệ làm sao bây giờ đến thời điểm ngươi không phải bức ta làm ra lựa chọn đó chứ Tổ An Lầu Bầu nói, ngươi không phải nói tất cả đều muốn sao, ta cũng không ép ngươi, đến thời điểm ta và Hồng Lệ cùng một chỗ phục thị ngươi có được hay không. Tuy lúc này thanh âm của Vân Gian Nguyệt mềm mại, nhưng sâu trong mắt lại lừa giận ứa ra. Đến từ Vân Gian Nguyệt, điểm nộ khí cộng 119 cộng 119 cộng 119, số tiểu tử, nếu không phải nể tình ngươi bây giờ ở vào trạng thái tâm ma, bổn tọa đã đập chết ngươi. a à, vậy ý không tốt lắm đâu, hạnh phúc tới quá đột nhiên, tổ an ngược lại ngại ngùng, trái tim Vân Gian Nguyệt run lên, hỗn đản này trên miệng nói không có ý tứ nhưng thân thể lại càng kích động ra vào càng nhanh thật vất vả khuyên được tổ an nguyện ý phối hợp lúc này vân gian nguyệt mới bắt đầu dẫn đạo đối phương dẫn nguyên khí hỗn loạn vào chính đồ nàng dù sao cũng là đại tông sư thành danh nhiều năm ở phương diện tu hành là lão sư tốt nhất hơn nữa trong thiên hạ chỉ sợ không có lão sư nào có thể tin tưởng cảm giác được nguyên khí trong cơ thể đối phương vận hành như vậy đây là cho đút vào chỉ dẫn a à. bất quá theo nguyên khí hắn dần dần gom lại cảnh giới cũng triệt đề đạt tới tinh phách cảnh đỉnh phong tâm ma cũng tương tự đến đỉnh phong vân gian nguyệt âm thầm kêu khổ chỉ có thể nhẫn đại tính tình dùng tất cả vốn liếng chấn an hắn thậm chí òn uốn éo thân thể hãy mông cao lên để đón hùa trước lúc này nàng không biết mình đường đường một nữ ma đầu vậy mà có thể làm đến kiên nhẫn ôn nhu như vậy tiểu an tử ngươi nắm tóc ta làm gì lúc này vân gian nguyệt bị hắn úp lại mông chổng lên cao rất nhanh vân gian nguyệt liền minh bạch vừa thẹn vừa giận xú tiểu tử ngươi xem ta như ngựa phạch 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 cái gì người nói hôm nào còn muốn cùng yến tuyết ngân chung một chỗ dù vân gian người xuất thân ma giáo lúc này cũng không khỏi không vội phục sau khi ra hỏa này bị tâm ma mê hoặc thật sự là cái gì cũng dám nghĩ yến tuyết ngân là ai vân gian nguyệt ta là người nào trong thiên hạ người ngưỡng mộ không biết nhiều bao nhiêu bất kỳ người nào có thể được một cái cũng là tổ phần bốc lên khói xanh huống chi hai người là đối thủ một mất một còn hỗn tiểu tử, tử, này lại dám có tâm tư như vậy có điều nàng không phản bác hiện tại theo tính tình hắn chấn an là được chờ triệt để trải vút nguyên khí hỗn loạn trong cơ thể hắn lại nói đồng thời trong lòng nàng nhảy một cái cái này tựa hồ là chú ý không tệ tuy nàng và tổ an là tự nguyện nhưng thân phận của hai người thực quá xấu hổ tuy có lỗi với hồng lệ nhưng đều là người một nhà cảm tình giữa hai người một mực rất tốt một ít chuyện có thể đóng cửa lại tự mình giải quyết nhưng yến tuyết ngân không giống bạch ngọc kinh và thánh giáo là quan hệ thù địch nổi danh hai người cũng là kẻ thù thật nhiều năm nếu để cho nàng biết sự kiện này vậy thì thật là khó chịu muốn chết nhưng nếu kéo yến tuyết ngân xuống nước như vậy mọi người ai cũng đừng gửi ai bên chính đạo cũng không mặt mũi nào cầm cái này công kích mình thậm chí phát sinh sự tình này mọi người sẽ chỉ đặt ánh mắt ở trên người yến tuyết ngân ngược lại ta là nữ ma đầu thập ác bất xá chuyện xấu làm đủ nhiều làm ra sự tình như vậy cũng không tính ngoài ý muốn nhưng yến tuyết ngân bình thường là tiên nữ không dính khói lửa trần gian nếu xuất hiện sự tình như thế kết cục kia hắc hắc càng nghĩ càng kích động trong lòng vân gian nguyệt vốn mù mệt quét sạch sành xanh có điều nàng cũng có chút do dự mặc dù mọi người là kẻ thù nhưng không thể không thừa nhận yến tuyết ngân là nhân vật hạng nhất nếu để cho nàng cũng như vậy, không khỏi quá tiện nghi ra hỏa Tổ An này, được rồi, hết thảy đều vì đại nghiệp của Thánh giáo chúng ta, sau đó nàng bắt đầu châm ngòi thổi gió, giật dây Tổ An ra tay với Yến Tuyết Ngân, Tổ An tự nhiên vỗ ngực cam đoan, thậm chí bởi vì thần trí không rõ, lỡ miệng nói sớm đã đắc thủ, Vân Gian Nguyệt không có để trong lòng, chỉ nghĩ hắn chém gió, Yến Tuyết Ngân cái tính tình gì, ta và nàng giao thủ nhiều năm như vậy, còn không rõ ràng lắm sao, nàng có thể khoan nhượng người ở trên người nàng làm lại chuyện này, có điều rất nhanh sắc mặt nàng đại biến bởi vì tiểu tử này càng nói càng thái quá còn nói cũng có ngày để sư đồ các nàng cùng giường vài món thức ăn sai thành như vậy vân gian nguyệt nghiến răng nghiến lợi hỗn đản này thật biết làm người phát điên có điều hiện tại nàng không khá hơn chút nào dù sao thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy làm sao chịu nổi dày vò lại thêm còn phải giữ vững tinh thần giúp đối phương trải vút nguyên khí đột phá cảnh giới không có tinh lực đi phản bác vì bớt việc đồng thời để hắn phối hợp chỉ có thể nói theo hắn thuận miệng đáp ứng dù sao loại chuyện này không thể thật phát sinh Đời này chỉ sợ băng thạch nữ khó có khả năng để hắn cận thân, càng không nói đến những đề nghị hoang đường kia, phạch phạch bạch bạch. Cũng không biết qua bao lâu, nguyên khí hỗn loạn trong cơ thể Tổ An rốt cục bình tĩnh trở lại. Vân Gian Nguyệt sớm đã mệt mỏi đến mồ hôi đầm đìa, nghĩ thầm nếu không phải nàng là đại tông sư, thể phách mạnh mẽ, lại thêm tinh thông những bí thuật kia của thánh giáo, để sức chịu đựng thân thể cùng với tính giả dai viễn siêu nữ tử khác thì làm sao kiên trì được. Toàn bộ quá trình quả thực còn khó hơn năm đó chính nàng đột phá tinh phách cảnh gấp 10 lần tổ an cũng dần dần khôi phục thư thái nghĩ đến vừa rồi lỗ mạng hắn có chút áy náy đang muốn an ủi xin lỗi bỗng nhiên biến sắc ta cảm giác cảnh giới của ta tựa hồ còn có thể tăng lên trải qua vân gian nguyệt cố gắng khai thông nguyên khí trong cơ thể tổ an bình tĩnh rất nhiều đồng thời tâm ma cũng dần dần bị khống chế sau khi khôi phục hắn có chút không dám tin tưởng một màn trước mắt mình lại cùng vân tỉ tỉ chặt chẽ địa tiếp xúc có điều rất nhanh hắn nhớ lại sự tình vừa rồi vừa rồi chỉ là tâm ma điều động không phải mất trí nhớ trong nháy mắt thậm chí hắn cảm thấy tâm ma cũng không phải đồ vật ghê tầm gì nha nhìn những dấu vết trên người vân gian nguyệt trong lòng tổ an thương yêu đang muốn an ủi nàng một phen kết quả nguyên khí trong cơ thể lại sao động hắn không khỏi biến sắc vội vàng nói rõ tình huống bây giờ cho vân gian nguyệt vẫn chưa xong bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim vân gian nguyệt hoa dung thất sắc mặc dù nàng là đại ma đầu tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ nhưng phương diện này không khác hoàng hoa khuê nữa bao nhiêu trước đó bằng vào thể phách của đại tông sư Ngạnh kháng vốn cho là có một kết thúc ai biết chỉ là mới bắt đầu tổ an cũng kêu khổ nói trước đó hút tu vi của bức tiên sinh hắn cũng là đại tông sư thành danh nhiều năm công lực mạnh mẽ hạng gì làm sao dễ dàng tiêu hóa như vậy vân gian nguyệt nghĩ đến thao thiết thôn thiên quyết của hắn nghĩ thầm cũng phải nếu tu vi cả đời của bức tiên sinh chỉ có thể để hắn tăng một cấp vậy đại tông sư như hắn thật quá tệ tiếp xuống chính ngươi điều tức dù sao tâm ma đã giải không sai biệt lắm vân gian nguyệt cắn môi con ngươi bình thường bá khí sắc bén bây giờ chỉ có hờn rỗi cùng với xấu hổ nói xong muốn đứng dậy rời đi ai biết lại bị tổ an ôm chặt lấy ta ở phương diện này không có kinh nghiệm vạn nhất lại tổ hòa nhập ma sẽ phiền toái hơn cho nên làm phiền tỷ tỷ tự mình chỉ điểm ta đi có một tỷ tỷ tốt như vậy để đó không dùng đây chẳng phải là ngu ngốc sao không thể không nói tuy vân gian người xuất thân ma giáo nhưng ở phương diện tu hành lại cực kỳ vững chắc vừa rồi nàng dẫn dắt tổ an cơ hồ từ đầu đến cuối không có đi đường quanh co để hắn dùng tốc độ nhanh nhất đột phá tình phách cảnh vân gian nguyệt do dự biết hắn nói là thật bước tiên sinh hút quá nhiều tinh huyết và tu vi của cao thủ dẫn đến nguyên khí hỗn loạn bạo lệ vừa rồi nếu không có mình dùng thân thể tịnh hóa sau đó lần nữa độ cho tổ an chỉ sợ hắn sớm đã nhập ma nếu lúc này bỏ mặc hắn tự mình tìm tòi vạn nhất thật xảy ra sự cố vậy sẽ phí công nhọc sức vậy được rồi ta lại giúp ngươi một lần bất quá ngươi không được lộn xộn vân gian nguyệt oán hận nguyết hắn một cái vừa rồi giúp hắn trải vuốt khí tức xưa tan tâm ma còn phải chịu đựng hắn làm sằng làm bậy nàng không muốn lại tới một lần nữa Tốt, Tổ An một lời đáp ứng, thế nhưng vừa rồi ngươi cũng đáp ứng như vậy, Vân Gian Nguyệt hồ nghi, ngươi đã biết ta sẽ không tuân thủ hứa hẹn, thì cần gì còn hỏi ta? Trong mắt Tổ An đầy ý cười, "Tiểu An tử, ta cắn chết ngươi." Vân Gian Nguyệt tức giận đến dương nanh múa vút nhào tới, bất quá cuối cùng chỉ là dê vào miệng cọp, bị Tổ An ôm lấy đè xuống, miệng bị hôn, ngực bị vò, phía dưới thì có cực vật nóng hổi ma sát, thân thể của Vân Gian Nguyệt đồng thời bị giáp công ba nơi, tâm thần thất thủ, má ngọc nóng hổi, hô hấp dồn dập, dục vọng hừng hực thiêu đốt run giọng nói tiểu bại hoại người đáng ghét cũng không biết qua bao lâu vân gian nguyệt cảm giác hôm nay mắt trượn trắng còn nhiều hơn nửa đời trước cổ ngại thật giống như câu nói lưu hành trong tiệm đồ cổ ba năm không khai trương hai chương ăn ba năm may mắn ra hỏa kia từ trong tâm ma khôi phục thần trí mình không cần khổ cực như lúc đầu thậm chí có thể ổn định tâm thần cảm thụ da thịt toàn thân bịt kín một tầng đỏ ửng như dáng chiều vân gian nguyệt thở dài một hơi não nề một lúc lâu sau vuốt tóc qua lúc này mới hữu khí vô lực nói anh phách cảnh là nâng chết hỏa lên tinh phách cảnh là thời điểm chết hỏa thịnh vượng nhất hơi không lưu ý sẽ bị tâm ma khống chế trung xu cảnh là xem chết hỏa lên mà nhập định triệt để khống chế chết hỏa lại bây giờ ngươi được công lực của bức tiên sinh trợ giúp mới tiết kiệm mấy chục trên trăm năm thời gian không nghĩ tới thiên tư của ngươi cao như vậy thoáng cái liền để chết hỏa ổn định năm đó ta cũng thất bại mấy lần mới miễn cưỡng khống chế lại tổ an ngửi ngửi mùi thơm trên chốc mũi vừa cười vừa nói hết thảy là nhờ vân tỷ tỷ tự mình dạy dỗ gương mặt vân gian nguyệt đỏ bừng nghĩ thầm cái từ tự mình dạy dỗ này hôm nay sao nghe là lạ như thế có điều bỗng nhiên nàng nghĩ đến ở trong ma giáo cạn bã gì cũng có tuy không dám vô lễ ở ngay trước mặt nàng nhưng bí mật giao lưu lại cực kỳ lớn mật một lần nàng đi ngang qua vừa vặn nghe được mấy người ôm eo giao lưu tâm đắc nói cái gì chỉ có mà chết trâu không có cải hư ruộng nhưng hôm nay nhìn thấy hẳn là đám người kia bị tửu sắc hút khô không còn dùng được có điều nàng lập tức khu trục những ý nghĩ này ra não hải nói đến người xác thực phải cảm tạ ta cũng không biết đời trước ta có thiếu người hay không Tổ An cười cười đang muốn đáp lại, bỗng nhiên biến sắc, hỏng bét, hình như còn có thể tăng lên. Vân Gian Nguyệt trường to mắt, cái gì cũng không nói, dãy ruộng muốn đi, lại bị đối phương ôm lấy. Tỷ tỷ tốt, lại giúp ta một lần cuối cùng, vừa rồi ngươi cũng nói như thế, lần này thật là lần cuối cùng, tu vi của bước tiên sinh đã bị luyện hóa không sai biệt lắm. Sắc mặt Vân Gian Nguyệt lúc đỏ lúc trắng, bất quá rõ ràng sự tình này đối với bất luận người tu hành nào cũng là cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, không giúp không được à, ai, thật sẽ bị cái hỏng cũng không biết qua bao lâu tổ ăn rút cục ổn định lại bắt đầu tĩnh tọa vận công điều tức vân gian nguyệt thì ở một bên chỉ điểm không nghĩ tới người đột phá lớn như thế vậy mà thoáng cái từ anh phách cảnh vượt qua tình phách cảnh dù phách cảnh đi tới lực phách cảnh mặc dù chỉ là lực phách cảnh sơ kỳ cũng đã xưa nay chưa từng có tiếp xuống người tu hành thật tốt sau đó lại tìm thiên tài địa bảo ôn dưỡng trái tim mới có thể chân chính đạt tới lực phách cảnh đỉnh phong tông sư đến lực phách cảnh coi như không cần mượn lực lượng thiên địa bản thân cũng có lực lượng thân thể cực mạnh cảnh giới này bị rất nhiều người gọi là lực bạt sơn hề có thể nghĩ lực lượng lớn bao nhiêu gia hỏa tổ an này yêu nghiệt là ở thân thể hắn được hồng mông nguyên thủy kinh thối luyện qua nhiều lần cho nên từ trình độ nào đó hắn còn cường đại hơn tông sư lực phách cảnh một chút nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại chưa tu thành lực phách cảnh cho nên tương lai lực phách cảnh đạt tới đỉnh phong không biết chiến lược sẽ khoa trương như thế nào lúc này sắc mặt của vân gian nguyệt hồng nhuận phơn phớt mệt mỏi trước đó cũng quét sạch sành xanh nói đến còn là nhờ tinh khí sung túc của đối phương ai ta truyền đạo cho hắn hắn thụ dịch cho ta nghĩ tới đây nàng hơi đỏ mặt nghĩ thầm không hổ là tư chất siêu cấp trong truyền thuyết bây giờ mình không chỉ nội thương khỏi hẳn thậm chí cảnh giới phủ bụi đã lâu cũng tùy thời có thể đột phá thật muốn trói ra hỏa này về thánh giáo cùng ta mỗi ngày tu hành đợi một thời gian băng thạch nữa còn không phải bị ta dẫm ở dưới chân bất quá cuối cùng vẫn bỏ đi suy nghĩ mê người kia tiểu tử này có thiên địa rộng lớn hơn nếu quả thật cột vào dưới gấu quần chỉ sợ mình cũng sẽ không thích nam nhân như thế tô an đang tiêu hóa các loại tri thức cảnh giới mà vừa rồi vân gian nguyệt truyền thụ cho hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động hắn cảm giác trong cơ thể có một bức đồ án to lớn sáng lên đó là đồ án côn bằng ban đầu ở trong đại tuyết sơn yến tuyết ngân dùng thân thể cứu hắn hắn thành công đột phá tung sư cảnh liền hiện ra đồ án này cái này cũng không tính ngoài ý muốn mỗi lần phượng hoàng niết bàn kinh tăng lên một đại cảnh giới đều sẽ có một đồ án quái điều xuất hiện mỗi cái đều có năng lực đặc thù nhưng ngay lần này tới lần khác đồ án côn bằng chỉ ở thời điểm vừa bắt đầu đi ra hơi phát sáng đằng sau thì rơi vào yên lặng vô luận tổ an kêu gọi như thế nào cũng không có xuất hiện qua không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện, hơn nữa nhìn bộ dáng là triệt tề kích hoạt. Nếu Yến Tuyết Ngân và Vân Gian Nguyệt biết là các nàng cộng đồng hợp lực mới giúp ta hoàn thành côn bằng này, không biết các nàng sẽ có phản ứng gì, suy nghĩ một chút, cuối cùng bỏ đi suy nghĩ tìm đường chết kia, mà bắt đầu nghiên cứu côn bằng đến cùng có kỹ năng gì. Bắt đầu một con côn, tiến hóa toàn bộ nhờ nuốt, nhìn hệ thống nhắc nhở, tổ an mặt đầy dấu chấm hỏi, thượng cổ ghi chép, Bắc Minh có cá, tên là côn, côn to lớn, một nồi hầm không hết, sai, là Bắc Minh có cá, tên là côn, lớn không biết mấy ngàn dặm biến thành chim tên là bằng lưng bằng lớn không biết mấy ngàn dặm khi bằng vỗ cánh bay lên cao hai cánh lớn như đám mây che cả bầu trời loài chim ấy khi biển động sóng lớn gầm gào nó liền chuyển về biển nam chỗ biển nam ấy là một cái ao to lớn do thiên nhiên tạo thành các loại ghi chép đều thuyết minh côn có thể hóa thành bằng bằng này không giống yêu tộc đại bằng hiển nhiên lợi hại hơn to lớn hơn không biết bao nhiêu lần mà côn tiến hóa là dựa vào thôn vệ dựa vào thôn vệ côn có các loại hình thái tỉ như thịt côn thải côn, lam côn, thổ côn, thái tu côn, cốt côn, cự côn, linh côn, hung côn, phệ côn. Cho nên kỹ năng tinh hoa của côn toàn ở trên một chữ phệ, mà đồ án côn bằng trong cơ thể tổ an giác tỉnh côn bằng chi lực, thôn phệ địch nhân để mạnh hơn, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ gì. Trong lòng tổ an mừng rỡ, thao thiết thôn thiên quyết có thể hấp thu tu vi địch nhân, nhưng tác dụng mặt trái không nhỏ, làm hắn không dám tùy tiện hút, nhưng cùng năng lực của côn bằng hợp lại, quả thực là phối hợp hoàn mỹ. Bất quá nhìn đến hai chữ thôn vệ, da mặt hắn không khỏi nhảy lên mình cũng không muốn như dã thú biến thành loại cái gì cũng ăn suy nghĩ một chút liền buồn nôn lúc này âm thanh của hệ thống vang lên bởi vì hắn có thao thiết thôn thiên quyết hai loại kỹ năng có thể dung hợp thành một năng lực mới không cần thôn vệ giống như trên mặt chữ mà chỉ cần đánh giết địch nhân là được đồng thời tất cả hệ thống tu luyện nhanh chóng kết cấu không còn tuân theo hệ thống của người tu hành bình thường mà biến thành một hệ thống hoàn toàn mới trong đầu hắn xuất hiện một thứ tương tự thanh điểm kinh nghiệm sau đó mỗi lần đánh giết địch nhân thanh điểm kinh nghiệm sẽ tăng trưởng, đây có thể tăng một cấp, mà bên cạnh thanh điểm kinh nghiệm viết số 69, hiển nhiên bây giờ đẳng cấp của hắn là cấp 69. Đẳng cấp này không khỏi quá không nghiêm túc rồi, sau khi tổ an đậu đen rau muốn liền nhịn không được hỏi thăm hệ thống, làm sao giống trò chơi như vậy, hắn phát hiện từ khi tu vi của mình đề cao, mở khóa các loại hệ thống nhỏ, bàn phím này tựa hồ trở nên trí năng hơn, chí ít có thể trả lời một chút vấn đề đơn giản của hắn. Phát triển như vậy là vì để ngươi dễ hiểu nhất, còn có mô hình giao diện khác, nhưng sau khi kiểm tra trí tuệ của ngươi, cảm thấy hoàn toàn không thể xem hiểu, cho nên mặc định bỏ qua. Đây là bàn phím cho ra đáp lại. Tổ An lại bị bàn phím khinh bỉ, bất quá không thể không nói có mấy phần đạo lý, như vậy xác thực ngắn gọn rõ ràng. Hắn nội thị một phen, phát hiện không thể giống như trước đó, thấy rõ mình rốt cuộc là trung su phách cảnh hay lực phách cảnh, hắn không khỏi lo lắng. Vừa rồi Vân Tỷ Tỷ còn dạy ta làm sao ở lực phách cảnh thối luyện trái tim, kết quả bây giờ những thứ này không thấy. Lúc này Vân Gian Nguyệt Kinh hô một tiếng, A, à, xảy ra chuyện gì? vì sao ta cảm giác được chết hỏa của ngươi biến mất chờ chút sao ta hoàn toàn không cảm giác được tu vi của ngươi chẳng lẽ vừa rồi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn để ngươi thành người bình thường vân gian người giật mình tuy trước đó tiểu từ này thần bí nhưng cảnh giới đại khái nàng nhìn ra được đối với đại tông sư mà nói nhìn không ra cảnh giới của người thấp hơn mình mới kỳ quái nhưng hôm nay toàn thân tổ an không có chút nguyên khí ba động thậm chí không tính là người tu hành không khác người bình thường trừ khuôn mặt anh tuấn này không phải cảnh giới vượt qua nàng đối với người cảnh giới vượt qua nàng nàng rất khó nhìn ra sâu cạn nhưng ít ra có thể cảm nhận được uy áp trên người đối phương biết không chọc nổi chẳng lẽ vừa rồi mình dẫn đạo xảy ra vấn đề dẫn đến hắn tổ hòa nhập ma công lực mất hết thành phế nhân nghĩ tới đây nàng bị dọa đến sắp khóc rõ ràng vừa rồi ta không có làm gì sai nhà không được ta phải tìm yến tuyết ngân đến xem nói không chừng đạo ra các nàng hiểu những thứ này hiện tại nàng đã không lo được bị yến tuyết ngân biết sự tình của hai người chỉ muốn sớm cứu tổ an về nhìn thấy vân gian nguyệt luống cuồng thần sắc tổ an cổ quái nắm chặt tay nàng nói, Vân tỷ tỷ, ta không có chuyện gì, không có việc gì, ta không cảm giác được công lực của ngươi, ngươi thật thành tiểu bạch kiểm rồi. Thanh âm của Vân Gian Nguyệt có chút run rẩy, tuy không ngại nuôi một tiểu bạch kiểm, nhưng nội tâm nàng lại không muốn tổ an biến thành phế nhân kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.